Dạ, như vậy thì chúng ta đi qua một cái phần buổi sáng, và buổi sáng này thì chúng ta đã được nghe phần trình bày của anh Dinh Trang cũng như là của giáo sư Xuân Thảo. Thì cả hai bài trình bày này đều đã đề cập đến những cái khía cạnh liên quan đến công ty về dữ liệu và phân tích dữ liệu trên thị trường quốc tế, cũng như là một số các cái điểm lưu ý và chúng ta cần lưu ý liên quan đến dữ liệu thay thế và dữ liệu dành cho báo cáo tín dụng, thì nó có những cái sự khác biệt nhất định. Thế thì bây giờ đến buổi chiều thì như tôi đã nói, cái phần khai mạc buổi sáng ấy ạ, thì phần buổi chiều của chúng ta sẽ tập trung đi sâu vào để thảo luận cũng như là trả lời ba cái câu hỏi chính. Cái câu hỏi đầu tiên đấy là cái thực trạng của thị trường hiện nay đang ở đâu, các ngân hàng hay các tổ chức định chế tài chính thì có nhu cầu liên quan đến dữ liệu thay thế không, mà không phải là báo cáo tín dụng hay không, và chúng ta về mặt khuôn khổ pháp lý thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành về dữ liệu và phân tích dữ liệu, và một số các khuyến nghị từ phía các thành viên thị trường đối với cả các nhà quản lý cũng như là đối với bản thân các tổ chức cung ứng dịch vụ, để cho chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ cái ngành về dữ liệu và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Đấy là ba cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tập trung vào trong chiều ngày hôm nay. Thì trong chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái phiên phiên thảo luận bao gồm rất nhiều các diễn giả đến từ các nơi khác nhau. Trước tiên thì tôi cũng được cảm ơn ông Trương Quang Việt là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Fintech và là phó tổng giám đốc của tổng công ty dịch vụ số Viettel đã đồng ý làm người điều phối cho chương trình của buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và tham gia cái phiên thảo luận thì tôi cũng xin được giới thiệu sơ qua một chút trước khi nhường lại diễn đàn để cho ông Việt ạ. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 6 diễn giả ngồi tại hội trường và 2 diễn giả kết nối trực tuyến. Thì một diễn giả ngồi hội trường đầu tiên thì như tôi đã nói lúc sáng là có là ông Lê Anh Tuấn là Phó Tổng Giám đốc của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Dinh Trang Lai thì là đại diện của IFC, ông Mohamed Mudassar là giám đốc của khối tư vấn về nợ và nguồn vốn của PwC Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Tâm là tổng giám đốc của TrueMoney, ông Nguyễn Hữu Hiệu là COO của FinGroup, ông Đặng Thế Đức là luật sư điều hành của công ty luật Indochine, và ông Sajas Jain thì ông này là phó chủ tịch của Finbox ạ, là công ty Finbox là một công ty ở Ấn Độ và họ làm cũng rất nhiều về data, nhưng mà họ rất tiếc là họ không thể bay được sang Việt Nam. Hôm qua thì họ đã ở sân bay rồi để họ lấy cái visa tại tại sân bay nhưng cùng lại không lấy được, thành ra họ không bay sang được. Và có một chuyên gia nữa là anh Colin, là người của IFC toàn cầu và anh sẽ join từ Mỹ vào với cả chúng ta. Bây giờ tôi xin nhường lại diễn đàn cho ông Việt ạ. Xin mời ông Việt ạ. Vâng, cảm ơn chị Huyền. Xin kính chào các quý vị. Hy vọng là quý vị qua buổi trưa thì đã nạp đủ một cái nguồn năng lượng để đến phiên chiều hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái phiên hội thảo focus và nó sẽ hiệu quả. Thì buổi sáng thì chúng ta đã có những cái bài hai bài trình bày của ông Lai và Miss Thảo Nguyễn về những cái kiến thức rất là cơ bản liên quan đến dữ liệu và khai thác dữ liệu, những cái sự quan trọng của dữ liệu đóng góp cho nền kinh tế mà tôi nghĩ là không thể phủ nhận được, cũng như là một số những cái case liên quan đến luật Mỹ mà Miss Thảo Nguyễn đã cung cấp thông tin cho chúng ta. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay ấy, thì chúng ta có 8 diễn giả thì sẽ lần lượt đi vào những cái chủ đề nó rất là thực tiễn, và như bạn Huyền đã giới thiệu là thực trạng của cái việc là phân tích dữ liệu cũng như khai thác dữ liệu, kinh doanh dữ liệu ở Việt Nam, cũng như là nhìn từ phía nhà quản lý cũng như là các cái nhà cung cấp, và bên cạnh đó sẽ là những cái chủ đề liên quan đến câu chuyện là khuôn khổ pháp lý và chúng ta nên làm như nào để câu chuyện đẩy mạnh cái ngành phân tích dữ liệu tại Việt Nam. Thì ban tổ chức thì có chuẩn bị 8 ghế ở trên sân khấu này để các diễn giả lên ngồi thảo luận cũng trình bày. Thế nhưng mà theo format thì mỗi diễn giả thì sẽ có một cái bài trình bày ngắn từ 5 đến 7 phút, cho nên xin phép quý vị là các diễn giả đầu tiên là sẽ ngồi dưới trình bày xong hết, xong đến cái phiên thảo luận chúng tôi sẽ lên ngồi trên panel, và khi đấy là hy vọng là ngoài 8 diễn giả trao đổi với nhau, chia sẻ thông tin với quý vị, thì xin quý vị là hãy
chủ động đặt thật nhiều câu hỏi để chúng ta trao đổi thông tin, và qua đó thì chúng ta sẽ tìm ra được cái key point để phát triển cái ngành công nghệ dữ liệu này ở Việt Nam. Trước tiên thì để warm up cho cái buổi chiều nay thì xin phép được mời ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng đốc của Trung tâm Tín dụng Việt Nam JSC sẽ lên có một cái bài trình bày liên quan đến từ phía một cái nhà cung cấp ở dịch vụ công cho văn phòng. Xin mời ông. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, sau đây thì tôi xin phép được trình bày rất là ngắn gọn một số những cái thông tin về cái tình hình hoạt động của CC trong cái thời gian vừa qua. Thì như sáng buổi sáng ngày hôm nay ấy, thì chúng ta cũng đã nghe các cái bài trình bày của ông Jin Chang Lai và giáo sư Thảo Nguyễn về cái vai trò của các cái công ty dữ liệu đối với cái hoạt động của ngân hàng cũng như là các cái lĩnh vực khác. Thì tại Việt Nam ấy thì cái hoạt động thông tin tín dụng trong những năm vừa qua thì có cái sự phát triển rất là nhanh và cũng đã từng bước đáp ứng được cái yêu cầu của các cái tổ chức tín dụng. Tuy nhiên ấy thì chúng ta có thể thấy cái hoạt động ngân hàng trong thời gian gần đây thì đang thực hiện cái việc chuyển đổi số, phát triển các cái dịch vụ ngân hàng số, nên cái nhu cầu phát triển cái hệ thống thông tin và tín dụng nói riêng cũng như là về cái ngành dữ liệu nói chung là một cái yêu cầu rất là bức thiết. Thì hoạt động của CC thì theo cái quy chế hoạt động về thông tin tín dụng trong ngành ngân hàng thì CC thu thập thông tin từ tất cả các cái tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước quản lý. Bên cạnh đó thì CAC cũng có được ngân hàng nước cho phép cái cơ chế thu hút các cái tổ chức khác ngoài ngành ngân hàng tham gia vào cái hệ thống thông tin. Thì theo cái số liệu hiện thời chúng tôi đang quản lý ấy, thì tất cả 125 cái đầu mối các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đã tham gia báo cáo thông tin về CAC. Như vậy thì có thể thấy là toàn bộ những cái thông tin chúng ta gọi là thông tin truyền thống thì đều đã có trong cái cơ sở dữ liệu của CAC. Và chúng tôi cũng đã thu hút được khoảng 57 cái tổ chức tự nguyện ngoài hệ thống ngân hàng tham gia báo cáo thông tin trên cái cơ chế tự nguyện có đi có lại, tức là đóng góp cái thông tin vào hệ thống của CAC và được phép tra cứu những thông tin phục vụ cho các hoạt động kinh doanh. Và cái cơ sở dữ liệu của CC hiện nay chúng tôi đã đang quản lý là 51 trên 51 triệu chủ thể dữ liệu, thì bao gồm khoảng trên 1 triệu pháp nhân, thì có khoảng trong đó có khoảng gần 1 triệu các cái doanh nghiệp mà đang hoạt động và các cái chủ thể pháp nhân khác, và khoảng gần 50 triệu cái thể nhân. Thì có thể thấy là với cái cơ sở dữ liệu đó ấy, thì về cái độ phủ thông tin của CC mà theo một số cái báo cáo đánh giá của Ngân hàng Thế giới trong những năm vừa qua ấy, thì như sáng nay ông Lai cũng đã nói ấy, thì là cái hoạt động thông tin dụng của Việt Nam cũng đã tiệm cận với những các cái nước phát triển ở trên thế giới rồi. Còn so với những cái nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như là OECD, những cái nước thu nhập cao OECD, thì cái số liệu của CC được Ngân hàng Thế giới những cái năm trước đây đánh giá thì chúng ta cũng đã vượt qua. Và theo cái số liệu thống kê mà CC cung cấp thông tin trong cái thời gian vừa qua ấy, thì cái tỷ lệ hit rate, tức là cái tỷ lệ mà tra cứu thông tin thành công ấy, thì cũng đã đạt tới khoảng 85%. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là vẫn còn đó khoảng 15% các cái khách hàng mà tiếp cận các cái dịch vụ ngân hàng, tiếp cận tín dụng tại các tổ chức tín dụng thì chưa có sẵn trong cái cơ sở dữ liệu CC. Vì vậy chúng ta có thể thấy là cái vai trò của các cái công ty dữ liệu hoặc các cái tổ chức khác đối với cái hoạt động kinh doanh của các tổ chức dụng rất là quan trọng. Bởi vì là một mình CC hay là PCB hiện nay thì cũng chưa thể đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu thông tin của các tổ chức tín dụng. Và mục tiêu của chúng tôi đặt ra mới đây thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành cái quyết định
phê duyệt cái đề án phát triển CAC đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thì một trong những cái mục tiêu đầu tiên mà đưa ra trong đề án đó là thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng cái cơ sở dữ liệu. Cái độ phủ thông tin hiện nay thì cũng đã đạt trên 60% rồi, dân số trưởng thành. Và nếu mà so với những cái nước phát triển như Mỹ hay là các quốc gia khác thì người ta đã là 100% rồi. Như vậy thì chúng ta vẫn đang còn khoảng cách cũng khá xa và sẽ phải cố gắng rất là lớn. Và chúng tôi mục tiêu đặt ra trong cái thời gian tới là sẽ phải tiếp tục mở rộng các cái chủ thể mới tham gia vào cái hoạt động thông tin tín dụng. Cái nguồn thông tin của CC thì như tôi nói ban đầu ấy thì chủ yếu là đến từ các tổ chức tín dụng và một số các cái tổ chức tự nguyện hiện nay đã tham gia như các cái doanh nghiệp bán lẻ lớn hàng đầu của Việt Nam. Rồi các cái tổ chức mà có cái hoạt động cho vay nhưng mà không phải thuộc hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó ấy, thì chúng ta có thể thấy là hiện nay ấy, các cái doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực công nghệ tài chính hay là cho vay ngân hàng ở Việt Nam cũng phát triển rất là mạnh. Mặc dù là ngân hàng nước hiện nay cũng đang xây dựng một cái dự thảo, cái nghị định về sandbox cho các cái công ty công nghệ tài chính. Và chúng tôi cũng đang cố gắng để sẵn sàng để khi mà cái nghị định này ra đời ấy, thì chúng tôi sẽ kết nạp thêm các cái thành viên mới trên thị trường để tham gia vào cái hệ thống thông tin ứng dụng để nâng cao cái độ phủ cũng như là cái chiều sâu của thông tin. Một cái giải pháp nữa chúng tôi đưa vào trong cái đề án đó là phải kết nối với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Thì chúng ta có thể thấy hiện nay là chúng ta có rất nhiều các cái cơ sở dữ liệu quốc gia, mà quan trọng nhất đó là cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hay là cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm và rất nhiều các cái cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Và tất cả những cái cơ sở dữ liệu quốc gia này thì chúng tôi cũng đang rất là cố gắng, bởi vì CC là một cái đơn vị thuộc ngân hàng nước nên cũng có những cái lợi thế nhất định trong cái việc kết nối thông tin với những cái tổ chức này. Và mặc dù như vậy ấy, thì cái mục tiêu đặt ra cũng rất là cao. Và chính phủ mới đây ấy, chúng ta có thể thấy là chính phủ vừa ban hành cũng đã ban hành cái đề án 06 về ứng dụng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và trong ngành ngân hàng thì có một cái tổ triển khai để triển khai cái việc ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Và theo tôi được biết ấy, thì hiện nay thì ngân hàng nước cũng như là các cái đơn vị liên quan đang triển khai rất là tích cực để kết nối với cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho cái hoạt động các tổ chức tín dụng cũng như là hoạt động của ngân hàng nhà nước. Và chúng ta cũng biết là hiện nay là trong hệ thống ngân hàng thì có khoảng 5 cái tổ chức tín dụng hiện nay cũng đang tiến hành thử nghiệm về xác thực thông tin qua cái phương thức là MOC. Và Bộ Công an cũng đang tích cực phát triển các cái ứng dụng kết nối app to app để hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong cái việc xác thực thông tin. Nhưng mà cái việc kết nối xác thực thông tin hiện nay cũng đang gặp một số những cái khó khăn nhất định. Và CAC thì cũng không nằm ngoài những cái khó khăn đó, bởi vì là hiện nay CAC, cái cơ sở dữ liệu của CAC hiện nay chúng tôi quản lý ấy, thì cái nhu cầu mà làm sạch thông tin, kết nối thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư cũng là rất là quan trọng. Chúng ta biết là hiện nay dân số của Việt Nam hiện nay là có khoảng Bộ Công an đã cấp khoảng trên 60 triệu cái căn cước công dân mới cho người dân. Và chúng ta không có nguồn thông tin nào khác ngoài cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để có thể xác định match dữ liệu của một công dân có cả cái căn cước công dân và chứng minh thư 9 số trước đây. Đó là thực sự là một cái rất là khó khăn mà mỗi tháng hiện nay CC chúng tôi match dữ liệu hiện nay phải đến 30.000 cái cặp dữ liệu của những khách hàng mà có hai cái loại giấy tờ khác nhau.
đó là một cái thách thức và rất là khó khăn trong cái việc quản lý và nâng cao cái chất lượng thông tin. Thì mà cái dịch vụ của Bộ Công an hiện nay chúng ta có thể thấy là hiện nay Bộ Công an đang dự thảo một cái nghị định gọi là nghị định về định danh và xác thực điện tử. Cái nghị định này ấy, thì trong đó sẽ quy định về cái việc định danh điện tử cũng như là cấp phép cho các cái doanh nghiệp mà cung cấp cái dịch vụ định danh xác thực điện tử. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta cần phải, bởi vì là chính các tổ chức tín dụng chúng ta là những cái đơn vị sẽ phải sử dụng những cái dịch vụ đó để phục vụ cho cái việc làm sạch cũng như dữ liệu hiện có, cũng như là mở tài khoản và cung cấp các cái dịch vụ tài chính cho các cái khách hàng. Đó thì hiện nay CC chúng tôi một trong cái đề án ngoài cái việc phát triển cơ sở dữ liệu thì chúng tôi cũng phát triển thêm các cái sản phẩm dịch vụ khác ngoài các cái báo cáo tín dụng truyền thống phục vụ cho các cái tổ chức tín dụng, và chúng tôi cũng cố gắng đầu tư thêm về hệ thống công nghệ để phục vụ tốt nhất cho các tổ chức tín dụng. Thì có lẽ là tôi cũng trình bày một cách rất là tóm tắt thông qua một vài cái thông tin, và nếu mà quý vị có câu hỏi nào sâu hơn thì có lẽ là sẽ để dành cho cái phần thảo luận thì tôi sẽ giải đáp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn ông Tuấn. Thì qua cái bài trình bày của ông Tuấn thì chắc là quý vị cũng đã nắm qua được là cái việc cung cấp thông tin tín dụng hiện tại đang diễn ra nào từ cái nguồn chính thống mà do CIC quản lý và cung cấp. Thì tôi nghĩ là tí nữa đến cái phiên discussion thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về những cái nguồn dữ liệu thay thế bên cạnh CIC và đâu là cơ hội cho những công ty. Như hôm nay chúng ta có một số công ty được mời đến đã kinh doanh thị trường này như là Finbox hay là Fingroup, thì có thể nói thêm về những nguồn dữ liệu thay thế và những giải pháp. Sau đây thì xin phép mời ông Lai, chuyên gia trưởng IFC, sẽ có thêm một cái bài trình bày để cung cấp thêm thông tin cho chúng ta trong cái buổi chiều ngày hôm nay. I hope this works. I will just continue the talk this morning and add on a little bit. So the page is, so turn to the graph, the first graph. Yeah, here. So this morning we stopped somewhere here. So now you have more understanding about the third space, which we call data and analytics companies. But depending on the market, so in US, you guys say the data brokers. In EU, I think they more say data, data processor or something like that, or data aggregator or whatever. So commonly on the street, people say big data company, or data analytics company or something like that. So, and then this is actually my summary of the products that are being offered by a data company. This is what they had something like 5 years ago, but probably there is some small change now, but not a very big change. So, and you can see the range of things that a typical data companies has. And I will not go into details. Roughly is like core competence means the basic infrastructure that a company has. So they can deploy machine learning things for you, and they can develop decision driver for you, and they can create your own data platform, whatever. So, and then the so-called close support, I mean, basically everything here is mostly for financial services. So it's a third-party data company supporting financial institutions. So close support means how do you acquire the new client? They can help you acquire new client. They can help you do the segmentation, and then they can do some of the risk analytics for you. And credit tech is more like underwriting and monitoring technology.
And remember, these are not IT technology. These are basically data analytics. And then the last one is very important, particularly in retail finance, is anti-fraud solutions. So before you underwrite a client, they will have some analytics to make sure that you understand the customer, that the customer is not actually trying to cheat the money out of the bank or out of the finance company. And then they also have some ongoing monitoring tools for anti-fraud purpose. So for example, on your screen, if a particular borrower, this borrower may be, let's say, Mudese, and Mudese is a borrower. So on the screen, if I see if Mudese suddenly applying loans from like 10 different other lenders, then I will know. Then I better be watching out and carefully to what this person is doing. It means that he has a serious financial difficulties and may not repay my loan. So I had to be careful. So all suddenly like Mudese changed the telephone number, changed the address, change the email contact, and then that's like a danger signal. So something like that, the data company can monitor, which is normally the credit bureau may not have this service. So this is actually a comprehensive range of things that data companies typically do. But more and more, there will be new things coming. So I don't really see AI here. So artificial intelligence, this will be something new, which I don't see here. Because this is like 5 years ago. Or something like robotics, right? They could be a credit monitoring robotics. So this is also something new, which I had not updated. So I summarize this basically from their brochure. This is a public brochure. It's not a confidential one. So then another example is just to show you that sometimes inaccurate or imperfect data can also be useful, which is commonly called big data, right? So suppose the data company has all these types of data, maybe fuzzy data, maybe fragmented data, maybe incomplete data, inaccurate data, non-continuous data. Or it may not be even be a data, it may be just a text, or maybe just a graph. And so all kinds of this data. And people may think, and what's the use of this data? May not have any use. But actually you can develop into some analytics. And this is one of the analytics is called knowledge graph. So there are mathematical ways to develop a knowledge graph. And this knowledge graph can be used by financial institutions for multiple purposes. So for example, if you are doing financial planning products for your customer, very normal, right? So your customer may ask you to invest in the bond market. This is not a deposit. So, but you have certain responsibilities. So, and there are so many issuers in the market, bond issuer. So you can have the knowledge graph to predict the loss possibility, default possibility of the bond issuer. And the credit bureau can of course do that with the credit bureau data. But a data company can also do that with the data company's data, which these are two different data sets. And of course you could combine them together, which will increase your predictability. But having said that, but the issuer normally is not an individual, it's a company, that there are all kinds of data. There are public news report, and they may suddenly register an intellectual property, they may change their business registration, they may buy a real property, whatever. So there are discrete information here and there. But how do you combine that to make into an analytics that may be useful to predict the default probability of the issuer? Or if you are lending to a, let's say, a property management company, that has certain property that they need to rent it out. So you can predict, use this kind of methodology to predict the occupancy rate of the property, right? So if you want to lend to them, you want to make sure that they have cash flow that will repay you.
and even very few people use the property, then you are not likely to be repaid. And so you can, of course, be using for the regular purpose like segmentation or borrower risk and risk rating. Or typically, borrower will not tell you what is the interrelated enterprise involving that. They may be part of a larger group that is not obvious. But with this kind of data, it will be clear that what kinds of interrelated business they are linked to. And credit bureau also do that. But credit bureau only have credit reporting data. Here we are talking about non-credit reporting data. And anti-fraud obvious collection also very useful. When the borrower has some problems, they try to evade. You may not even be able to find that. And even if they have money, they may not be willing to repay you. But how do you know more about the borrower? So this kind of thing can be useful. So in the case of Vietnam this morning, I say that given the development of digital economy, digital finance, now we need to think about how to go beyond credit reporting. There are two ways to go beyond credit reporting, and these two ways should be done simultaneously. So number one is to create several new data infrastructure, which are not credit bureau. So one could start from one or two first and then gradually build the other things. So this is going to take a long time. And this may be done by the CIC as a subsidiary or as an additional business under a new team. And it can also be done sometimes by the private sector. And so the another way to go beyond and should be done at the same time is to formalize and scale up the data and analytics industry. And this is actually the main topic that we are doing today. So then another question is, I know some of you has a lot of data and you are sharing data with the other users. So this kind of business, the data subject is your own customer. You are selling something or doing something for your own customer. At the same time, you have a lot of data. I would say it's a larger data intensive business. So they are nominally not a data company, but factually, yes. And of course, they are pure data company, which means data subject is not the customer of the company, right? So for example, Kalapa, Trusting Social, or FinClue, they will be in the first category. But people like Supple will be in the second category. And then underlying these two categories, then the new data infrastructure will service the whole ecosystem or the whole economy. So this is basically the relationship. So if we want to go beyond credit reporting, basically there are three things in more detail. There's a data, pure data company, and then there is a data intensive business, and then there is a new data infrastructure. But having said that, I think the second category here, data intensive business, it will be tricky for you to explain what you are doing. You are already providing your regular service, right? At the same time, you are also doing data business. To explain these two things is not easy. Why? Because they have a different governance requirement. You may be selling loan, or you may be selling consumer goods or selling other service. And that kind of real sector thing is easy to explain. But once you try to share data with other parties, it's not easy to explain. It's not easy to explain what you are doing. So normally my personal advice is, which is some big companies, they also ask me, is I will advise them that, okay, why not you separate? Create one or more subsidiary and only thus data and analytics business. And then you can explain that, oh, this is just a subsidiary. The shareholder, yes, is that company, but we are independent. And we will follow the logic of the data company. We will follow the rules of the data market. And we know what we are doing. Then that will be clear.
So I think in the long term, all these businesses, they will have subsidiary data companies. And their data company will be just like the first category. There will be no difference. So I think in the also in the long term, all the data analytics company, they will either be licensed, which may be too heavy. Personally, I don't think they need to be licensed. And if not licensed, then they should have a filing requirement with the regulator. This is the general data regulator. But if you service the financial industry, it's not bad to file with the financial regulator. Why not? If you file it with the central bank, it means you are recognized by the market, right? It's actually good for you. So you get a name out of it. Or they may be accredited by the industry association, like VNBA, the Banking Association, has a fintech club, which is like a sub-association of a chapter of the association. So you could say that, okay, I'm going to accredit all the data and analytic companies that service the financial sector. Why not? Right? There may be many data companies outside, but you don't want every data company to come to the financial sector space. You can say, I'm going to study one by one, and if they meet my minimum criteria, then I will give them an accreditation. So this accreditation, they can hang it on the wall, and then financial institutions will feel more comfortable to use that. It's better than nothing. So that's one way, I mean, for Mr. Viet to think about in the next 2 or 3 years. So, or you could at least whitelist it. There may be eventually 100 data companies in Vietnam. You can whitelist 30 companies, saying that these 30 companies has appropriate governance structure within their company. They have some experience of serving the financial sector, and we have checked their situation, and this is looks to be okay for use by financial institutions. So personally, I would prefer there is some kind of an arrangement behind. Otherwise, if there's nothing in the market, something may happen. And if something happens, that gives you a bad name to everyone. And then your revenue will decrease. So, and then this is my last slide, is to indicate a modern data regime outside the credit reporting, how it should look like. So there are around a dozen elements necessary. When we say we want to help with the market development, which basically means that the market needs these kind of elements. It does not mean that we will personally work on it. Other people in the market could work on it, but we would like to facilitate, we would like to advocate for it. So the first thing you are already doing, that there should be an overarching either a law or a regulation. This will be a general regulation on personal data protection, and with the correct philosophy and approach. So American professor will say, oh, let's follow the sector approach. If you can, I have no objection, but probably not likely. The second thing is you need a general personal data regulator, which at the moment does not exist in Vietnam. There's no personal data regulator. You go to Malaysia, do they have it? Yes. There's a personal data protection commission or something like that. In Philippines, they have things like 7 or 8 years ago. Hong Kong, Singapore, of course, has. And US, of course, has not only one. There's a federal level, there's a state level. So, and basically in any country, there is something. So in UK, who is the regulator? Is ICO. What's the full name? Information Commissioner's Office or something like that, ICO. So basically, most countries have something. And Thailand is creating one. Thailand has a new law just passed 1.5 years ago or 2 years ago. So they are setting out a new data regulator. Remember, this is different than the financial regulator. But what's the financial regulator do? Yes, certainly financial regulator to do many things.
And financial regulator will want to watch over the relationship between third-party data company and the financial institution. How do they do it? Many ways. So you may have a supervision manual, which I think does not have yet in Vietnam. So you, when they have supervision manual, there will be a chapter which talks about how do you deal with the third parties on data. So in the US, that's what I see they have. So very detailed, very long. And typically the regulator will issue some regulation guidelines. If it's too early now, at least issue some principles. So one of the slides that Professor Wing has, which he did not go to, is there are some principles. There are some principles, I think, from CFPB, right? From CFPB or something like that. So there are some principles behind. So at least there are some principles. Otherwise, the financial institution will feel uneasy. They are not sure if I use it, that what will be the consequence. So if there is something, at least it is recognized. It's recognized that you could have a normal business relationship with a third-party data company, which is good for everyone here. So, and these are not only one. Typically, there are a range of them. So some are principles, some are maybe rules, some may be policy opinions or whatever. So a range of them. And there was a case in another country, and we have two activities last year under the name of APAC, Financial Infrastructure Development Network, called FIDN, which I'm one of the shepherds. So and after the event, and then I see that the financial regulator issued a new policy on MSME finance. And in that policy, there is indeed a part about the using of third-party data. And there are some basic principles there. So it basically says that, okay, you need to check the eligibility of the third party. Are you happy with the third party? Do they meet the minimum standard that you ask for? I mean, what is their data sources? And what's the quality of their data, this kind of thing. And then of course you need to, normally if it's an individual, you need to inform the individual that you are using the third party data source, something like that. So basic things. So, but the most important thing is written into a policy. So it means the financial regulator recognizes. It's not a strange thing. So the examiner, the bank examiner is not going to come to your bank one day and question you. Okay, you use CIC or PCB, but why do you use other data sources? So, but it's in the policy, so they are not going to question you that. So they are advantage. So these are the kind of things that we still need for Vietnam, right? So far, I think there's nothing. So, but let's hope that within 2 or 3 years, there will be something. So, and then the normally there should be an independent industry association, and they should have some practice standard code of conduct. And then they should be in the system. There should be a low cost complaint collection and dispute resolution mechanism. And normally should not go to a court. This should be outside the court. And the business association can play an important role. So, and the public data, non-confidential ones, should be made available for business purpose conveniently. So this is also an important topic. In developing countries, often this is an issue. And of course, formalizing the DMA in the data analytics industry and develop the new data infrastructure, particularly those for the financial sector, like a common KYC platform. And lastly, we always need to promote the use of data and data analytics in decision making and in provision of services. You may provide services, but these services can be data driven. And in decision making nowadays, basically everything is data driven. So,
So that's all. I think I will pause here for Mr. Viet to continue. Thank you. Cảm ơn ông Lai. Một cái bài present bổ sung mà tôi nghĩ là rất nhiều thông tin cho quý vị ở đây. Đi qua thông tin mà ông Lai bổ sung thêm ý, tôi cũng xin phép chia sẻ thêm. Thì tôi đến từ Tổng ty Dịch vụ số Viettel, là một trong 8 tổng ty của Viettel. Mọi người biết đến Viettel thì là một công ty viễn thông. Đấy, nhưng mà trong cái bài trình bày của ông Lai ấy, thì nhìn trên một cái cạnh mới thì chúng tôi là một, có thể nói là một cái intensive về data. Và chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên đã cung cấp cái dịch vụ liên quan đến, đến dữ liệu. Một cái nguồn dữ liệu mới bên cạnh CIC. Thì tôi nghĩ là cái bài trình bày cung cấp thêm thông tin của ông Lai thì đưa ra khá nhiều thông tin để chúng ta có những cái framework mới. Sáng nay ông Lai có trình bày để bước vào chân vào cái lĩnh vực phân tích và kinh doanh dữ liệu này. Tôi nghĩ là Việt Nam cần một cái framework để quản lý cho nó phù hợp. Xin chia sẻ thêm các quý vị là chúng tôi kinh doanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến dữ liệu mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà vừa cung cấp dịch vụ, vừa kinh doanh dịch vụ, nhưng mà vừa lo. Thường xuyên là phải check lại với các công ty luật cũng như là nhà làm luật xem là trong quá trình làm có vướng víu gì không, có sai gì không và phải ngay lập tức điều chỉnh. Tôi nghĩ đây là một trong chủ đề mà các công ty hôm nay tham gia thì tí nữa có thể chia sẻ thêm. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn ông Lai. Ngay sau đây thì xin phép mời ông Mohammad Mudassar, giám đốc khối tư vấn nợ và nguồn vốn tài chính DOC Việt Nam. Thì ông sẽ có một cái bài trình bày tổng quan, finding liên quan đến khu vực cũng như là Việt Nam liên quan đến cái ngành phân tích dữ liệu này. Thank you, Mr. Viet, and good afternoon to everyone. So I'm Mudassar. I work with PwC and been working with IFC on some of the policy advocacy and market development initiatives that we have been taking. So I'll just keep it very short. We have, So I know we have 10 minutes, but I'll try to cover a market view of where the DA market is currently. So this, I think we have spent a lot of time defining what data and data analytics market is. So I'll just skip this. Just from a digital economy perspective, I know this is a slightly dated data, but from a Vietnam perspective, the two charts that you see on the leftmost chart is from a financial sector perspective. The right one is from a digital banking system perspective. So this done by World Bank in 2017, they also did it in 2021, but unfortunately Vietnam was not done because of COVID restrictions, but it'll give you a flavor of how advanced or not advanced Vietnam is in terms of digital economy and digital penetration when it comes to financial sector. So in 2017, only 30% of the population in Vietnam had bank accounts. Only 6% used debit or credit cards. Only 3% of utility payments were made through accounts, account transfer or credit or debit cards. And when it comes to digital payments, when we say mobile money account, 4% of Vietnam population had it. Only 10% had access to account digitally, e-banking and those sorts. Paying bills digitally and receiving payments digitally was also less than 20%. So assuming COVID accentuated some of this and the numbers are bigger today, but it in comparison to Malaysia, Singapore, China, it is still quite a way behind. When it comes to the digital economy or digital market going forward, research indicates that from 2019-20 onwards to 25, this market would grow 8 times at least at 40-50% per annum, and it will be 4 billion
$4 billion market. Without ecosystem participants, this growth might be restricted. And when we say what are the ecosystem participants in data and data analytics industry, specifically for financial services sector, we see five main entities or five main blocks of players that really impact this industry, right? So one is starting from the legislature or the government and statutory bodies, where we have different departments coming in and making a roadmap, which has recently been announced. Then we have financial institutions, which includes banks, which includes insurance companies, investment companies. Then what Mr. Lai also said, the data aggregators, which are third-party DNA companies. There are few in Vietnam which are operating, but still the potential has not been tapped in. The fourth is basically the data intensive companies that use that data to do business, like fintech, like e-commerce. We have newer industries coming in Vietnam, like PropTech. So those set. And the last one is actually professional services companies like us, who actually study the trends and see the gaps, and both from a corporate side as well as a regulatory side, do policy advocacy. And there are bits and pieces that are available in all these five big pillars, but there are missing elements as well that we have seen in Vietnam market. Yeah, so I think the basic point here, which I want to make, obviously a lot of words, you can read it later, but there are a lot of departments within the government in charge of different aspects of data privacy. For example, if you see the leftmost most circle, entities which involve digital payments are regulated by SBB from a personal data protection. From a digital enterprises, MPI does it. From a privacy protection, from a citizen registry perspective, MPS does it. Ministry of Finance for financing digitization. So there is no one common entity which really holds all the guidance and regulations with respect to personal data privacy, and that makes doing business or people being compliant slightly more laborious than it ideally is in the other countries. So that is one big missing link. General data protection regulations, you can find it in civil code, you can find it in electronic transactions, you'll find it in cybersecurity 2008 decree, law on information technology 2006. So when I am an industry participant, there are so many references that I need to look at and ensure compliance, that it just becomes too much of administrative burden, and you, after all that, you are really not 100% sure whether you have complied to all those specific guidelines under so many different departments and ministries. So that's something which I think needs to be looked at from a country perspective. We also spoke to a few players that are operating in Vietnam, both from a demand side perspective as well as supply side perspective. And some of the emerging themes that we see coming out from specifically supply side, which is fintech, data analytics companies, data companies, e-commerce, is in terms of what we have heard, is personal data is upon customer consent shared with third parties digitally through open APIs is the most common data sharing mechanism that we see. There has not been a lot of take up of digital lending as a
as a service in Vietnam, digital payments has really gone up with all these mobile wallets and stuff. But lending is something which is really lagging behind. That's what the participants tend to agree and develop a consensus on. That could be related to the previous page where the regulations, or there is no one unifying regulatory authority giving guidances of how it can be done and how can it be made better. Some of the market participants also said the same thing as a previous slide in terms of regulations that are overlapping on personal data protection. And in terms of credit institutions, mostly it is with respect to data accessibility. For example, CIC has basically banks get access to it, but if I am a data analytics company without a banking license, I might not be able to get hold of that data. Hence, getting those avenues of data, which could be open to other industries as well, which use that data in terms of doing business ethically, could also be looked at. From a demand side, what financial institutions say is, currently it is activities are purely from a regulatory reporting perspective, and some bits and pieces of operational improvement and marketing. Marketing obviously is where a lot of data analytics is used by companies in-house as well. We've also not seen significant influence of data and data analytics in decision-making processes. So we do get some feedback from banks that the risk or giving credit to people still is a mixture of data analytics, but also experience and what a certain bank thinks from an orientation perspective. They're required to do or conduct risk assessment of third parties prior to any data sharing partnerships. And because regulations on disclosing customer financial information is restrictive, so it is not as easily shareable, is something which they have said. The last point is around limited visibility of providing lending due to the fraud risk in terms of being conservative because of lack of adequate data for customer lending perspective. So in terms of financial institutions, we have only spent some time with some banks. It is not an exhaustive opinion, but some of the things that we can take back from this session on what could be some of the next steps in terms of developing this market in general. So maybe I'll just wrap up with some of the points that we can focus on our focus group discussion or Q&A later. Is currently, how does any company in Vietnam process personal data? What is the guiding principle? What is their narrative around processing personal data? And specifically for financial institutions, how do they process personal data? And how do they collaborate with the third parties currently? What are the current resources and capabilities that financial institutions have? How advanced they are? How non-advanced they are? Is there a sounding governance mechanism existing within the organization? And is there a stated policy on data sharing with third parties that every bank or every financial institution currently has? In terms of centralization, how centralized are current regulations towards personal data protection? What are the principles on personal data protection that are prescribed across different legislations, and how much of it is repeated so that we come to know that
there is some elements which common elements which can be taken out and put under a overall guidance framework. Then in terms of level of accessibility and visibility of national data repositories like CNC, CIC, in general or in specific to financial services. From a customer perspective, what rights do customers have over their personal data in general or with specific to financial services? How are these rights expressed and exercised is something which we'll need more views from a lot of the participants that we have. Is the customer today aware in terms of privacy policy and how can his personal data be used? Digital footprints, for example, how open or how much aware the customer is? What are the data infrastructure systems and capabilities Vietnam as a country needs? And how can we improve that with more participation from the private sector? And lastly, like this forum, how can we have more awareness sessions on this topic so that people are more comfortable in talking about it in terms of developing the market and thriving this market because of a shift that we are seeing from a traditional banking system to a more digitally enabled banking and financial services sector. So I'll stop here and thank you for listening. Thank you. Vâng, cảm ơn ông Murat. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe được ba cái bài presentation đại diện cho ba cái góc nhìn khác nhau. Thì sau đây thì tôi nghĩ là cái góc nhìn của người dùng trực tiếp về dữ liệu và người dùng dữ liệu sẽ rất là quan trọng. Nên hân hạnh mời ông Nguyễn Thiện Tâm, tổng đốc của True Money, có một bài trình bày. Vâng, Tâm. Hello. I don't have the slides. Thank you. Xin chào các anh chị tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì thật sự là tôi đến đây với không có một cái phần trình bày presentation vì bên ban tổ chức có yêu cầu là hôm nay tôi có một nhiệm vụ rất là đơn giản thôi, là đứng đây chia sẻ những cái business use case mà đơn vị chúng tôi là True Money đang có sử dụng và được cung cấp bởi các đơn vị cung cấp dữ liệu. Thì ở đây có hai nhóm là chính thống từ các đơn vị nhà nước như CIC hoặc là các alternative data provider như Calaba chẳng hạn. Thì tôi có hình dung là sẽ là có một panel discussion, thì có sẽ những câu hỏi thì có thể là trả lời trong vài phút. Tuy nhiên nó hơi chút áp lực tí là vì các anh diễn giả có trình bày khá là lâu, nên thôi tôi sẽ cố gắng đứng đây tận dụng khoảng 5-7 phút của mình để chia sẻ một chút về True Money, và at the same time là có thể là chia sẻ một số cái use case mà chúng tôi đang trong là đơn vị sử dụng, trong đó có những cái pros and cons, những cái pain points nào mà đang gặp phải, những thách thức khi mà sử dụng data. Thì trước tiên thì xin phép cho tôi xin giới thiệu, thì tôi là Tâm, là đại diện đến từ True Money. True Money là một công ty fintech hoạt động tại Việt Nam, thuộc tập đoàn Accent Money của bên Thái Lan. Hiện nay chúng tôi đang hoạt động trên 7 quốc gia, trong đó ở Thái Lan và Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar và Việt Nam. Thì đối với True Money thì hiện nay chúng tôi đang hoạt động ở 3 lĩnh vực. Lĩnh vực lõi và chính và core business của chúng tôi đó là e-wallet, thì lĩnh vực payment. Thì trong lĩnh vực payment thì có lẽ là chúng ta đều biết là có rất nhiều giants và có thể là top 6 công ty ví hiện nay dominate cái lĩnh vực thanh toán. Và bản thân tôi thấy là lucky là được đứng đây để giới thiệu về True Money và đại diện duy nhất. Thì đối với lực lượng thanh toán thì chúng tôi cũng đang có nhiều cái ứng dụng việc sử dụng data và hợp tác với đối tác thứ ba. Tôi có thể chia sẻ một tí, đó là particularly đó là lĩnh vực gọi là EKYC,
Thì đối với lĩnh vực eKYC thì nó cũng tương tự như các ngân hàng số, các ngân hàng truyền thống đang có app, đang triển khai các hoạt động gọi là phát triển khách hàng mới. Và eKYC thì không phải là mới mẻ. Tuy nhiên với năng lực của chúng tôi thì hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào đơn vị thứ ba để cung cấp dịch vụ eKYC. Và ở góc độ người dùng thì bản thân chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng vì các công nghệ và dữ liệu càng ngày càng được đào tạo machine learning và train để làm sao cho nó mượt mà hơn và kết quả chính xác hơn, và tỷ lệ drop off nó cũng giảm đi. Thì tuy nhiên ở góc độ chưa hài lòng là hiện nay thì cái việc mà chúng tôi chưa có access vào một cái data registry và data mà được centralize, nên nó dẫn ra một tình huống là có nhiều trường hợp drop off khi các dữ liệu hoặc là những fraud cases khi mà ID template hoặc là ID fraud vẫn đang diễn ra. Thì đó chính là một số cái pain points mà ở góc độ người dùng đang gặp phải. Ngoài ra thì đối với lĩnh vực ví thì các cái data capability của một công ty thì chắc các bạn cũng biết là công ty fintech đều cố gắng là đưa ra những cái quyết định về business của mình dựa trên data. Tuy nhiên là hiện nay là nó more focus vào các sản phẩm của mình hơn. Thì song song với việc là cung cấp giải pháp ví thì chúng tôi cũng đang có một công ty con cung cấp dịch vụ alternative lending đến người dùng, khách hàng cá nhân. Và hiện nay chúng tôi chỉ mới bắt đầu phát triển tại địa bàn Hà Nội. Thì đối với lĩnh vực này thì cũng tương tự, đều phải phụ thuộc vào những cái dữ liệu thứ ba. Khi tất cả khách hàng của chúng tôi đều là NTC new to credit, thì nên cái việc mà KYC đánh giá khách hàng, quyết định cho vay hoặc là thẩm định khách hàng tại nhà, hoặc là một vấn đề rất là quan trọng là collection, là thu hồi nợ như thế nào. Thì đối với một công ty không phải là truyền thống mạnh về cho vay thì hiện nay chúng tôi rất là phụ thuộc vào đơn vị thứ ba và sử dụng nhiều đơn vị khác nhau để ráp nó lại thành một cái business model. Và nó cũng là một cái thách thức đối với một công ty không phải là một công ty cho vay như là Epic Credit hay là Home Credit hoặc là HD Saison hay là các ngân hàng. Năng lực của chúng tôi vẫn hạn chế. Ngoài ra thì có một lĩnh vực thứ ba nữa là TrueMoney là một đơn vị tài chính với một cái mission rất là quan trọng là cung cấp dịch vụ tài chính cho các hệ sinh thái CB ở các quốc gia khác nhau. Thì ở Việt Nam mình thì CB vẫn là một hệ sinh thái khá là lớn và có rất nhiều các đại lý merchant suppliers cũng như là các nhà bán lẻ hoặc tiệm bán lẻ của CB đang hoạt động tại Việt Nam. Thì trong một những cái nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi tại Việt Nam là phát triển những dịch vụ tài chính đến tất cả những cái những cái người dùng trong cái value chain như vậy. Thì hiện tại thì tôi xin giới thiệu sơ là một là lĩnh vực cung cấp dealer financing cho các đại lý của CB và chúng tôi dĩ nhiên là không có license thì phải hợp tác với các tổ chức ngân hàng để cùng nhau cung cấp cái giải pháp như vậy. Thì trong quá trình như vậy thì nó có sự phát sinh nhu cầu sử dụng dữ liệu rất là nhiều và đâu đó nó cũng gặp những vấn đề thách thức khi mà chúng tôi đưa ra những quyết định nó nhanh chóng hơn và chính xác hơn để có thể là thứ nhất là khách hàng tiếp cận được giải pháp tài chính nó nhanh hơn, mà cuối cùng ra là các quyết định mà ra nó đến là tới cái việc mà thu hồi nợ nó phải hoàn toàn là hiệu quả. Thì cuối cùng ra thì chắc là thời gian của tôi chia sẻ như vậy thôi, cũng hy vọng rằng là có những cái phần thảo luận sau thì có những câu hỏi specific thì lúc đó thì tôi có thể chia sẻ hơn về góc độ người dùng thì đang gặp thế nào. Thì cái phần mà chị Huyền có đề nghị là có những cái đề nghị như thế nào về các đơn vị cung cấp dữ liệu á, thì chị có muốn là Tâm chia sẻ ngay bây giờ không hay là đợi tới panel discussion luôn? Chắc là ở đây thì chắc là em cũng xin có một cái suy nghĩ và đề xuất về cái mắt góc độ người dùng. Thì đối với cái hoạt động mà đặc biệt là hiện nay là cái lĩnh vực mà digital trong lĩnh vực payment hoặc là banking hay là lending đang phát triển rất là mạnh mẽ, thì cái việc mà chúng ta tiếp xúc khách hàng hiện nay nó không còn face to face nữa và hoàn toàn là phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra quyết định. Thì trong cái việc mà mô hình kinh doanh của TrueMoney thì cung cấp dịch vụ thanh toán và lending, thì cái việc mà gặp phải những trường hợp fraud hoặc là khách hàng access the credit có nhiều quá nhiều tín dụng ở đơn vị khác, thì vì chúng tôi là không phải là đơn vị lender trực tiếp mà hoàn toàn là phụ thuộc vào bên thứ ba là các đối tác ngân hàng cung cấp tài chính. Và ngoài ra nữa là
các cái dữ liệu của chúng tôi tiếp cận nó cũng bị hạn chế. Thì ở trong nội bộ Trumani cũng có một cái gọi là fraud list hay là fraud data album, là đối với những khách hàng đã đến Trumani nhưng họ đã có những cái lịch sử gọi là hơi không tốt, thì chúng tôi để qua một bên để record lại. Và khi mà những khách hàng nó quay lại thì mình có thể là alert hoặc là từ chối. Tuy nhiên thì cái database của Trumani hiện nay nó rất là khiêm tốn. Chúng tôi chỉ có vài trăm nghìn khách hàng thôi, trong khi thị trường hiện nay adult population thì mình đang nói tới khoảng 70 triệu. Thì đâu đó là bản thân tôi và đồng nghiệp trong ngành cũng từng bàn với nhau là có nên chăng là các tổ chức tài chính cùng với CIC chẳng hạn liên kết với nhau để tạo ra những cái fraud album, để chia sẻ những cái blacklist, những cái fraud cases. Và khi trong quá trình onboarding new customer lẫn nhau thì mình có thể phát hiện ngay trong cái công đoạn đó và có thể là giảm thiểu cái việc fraud xảy ra đối với các tổ chức tài chính, và đồng thời là mình có thể là giảm thiểu cái thời gian xác thực khách hàng, đặc biệt là mình nên loại những khách hàng xấu sớm nhất để có thể là mình tránh tốn những cái chi phí phát sinh nếu mình tiếp tục cái hành trình application, trong khi là mình có thể phát hiện vấn đề đó ngay lập tức. Thì đó là một cái đề nghị, không biết là nó có hợp lý hay không. Tuy nhiên là ở góc độ được mời thì tôi cũng xin phép chia sẻ cái mong muốn, hy vọng như vậy. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ông Tâm về những cái chia sẻ. Tôi nghĩ là sẽ rất là bổ ích cho những cái đơn vị đang cung cấp dịch vụ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều điều thảo luận liên quan đến cái nội dung này. Bây giờ là 2:15 thì tôi nghĩ là sau đây xin phép sẽ có một cái bài trình bày nữa. Sau đó chúng ta sẽ có tea break khoảng 10-15 phút. Sau đây chúng ta sẽ vào nốt hai bài trình bày nữa và chúng ta sẽ có một phiên thảo luận cũng như là Q&A. Sau đây xin mời ông Nguyễn Hữu Hiệu, CEO của FinGroup sẽ lên present. Alo. Xin chào toàn thể hội nghị. Tôi là Nguyễn Hữu Hiệu, là đồng sáng lập và đang là giám đốc hoạt động CEO của FinGroup. FinGroup là một công ty có 15 năm tuổi. Chúng tôi hoạt động trên 4 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất liên quan đến các thông tin về thị trường chứng khoán. Cho mình xin slide tiếp theo. Phục vụ chủ yếu các nhà đầu tư chứng khoán cá nhân cũng như các nhà đầu tư tổ chức với các platform như là FinPro, FinTrade. Và chúng tôi đã làm cái này ngay từ ngày đầu tiên thành lập công ty. Thì hiện giờ hầu hết các cái công ty chứng khoán lớn, các quỹ đầu tư lớn và rất nhiều nhà đầu tư, khoảng mấy chục ngàn nhà đầu tư đang sử dụng các cái platform khác nhau của FinGroup. Cái mảng thứ hai đấy là cái mảng liên quan đến business information, là toàn bộ ngoài cái mảng financial information cover khoảng 2000 công ty đại chúng và niêm yết, thì chúng tôi cũng có dữ liệu về toàn bộ các công ty tư nhân của Việt Nam khoảng mấy trăm ngàn doanh nghiệp. Thì chúng tôi có toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp, chúng tôi cũng có dữ liệu tài chính của các doanh nghiệp này, và từ các cái thông tin này thì chúng tôi tạo ra các cái báo cáo phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của khách hàng, chủ yếu là khách hàng nước ngoài. Và các báo cáo này nó phục vụ cho các cái mục đích, ví dụ như là KYC, phục vụ cho mục đích tìm hiểu đối tác, tìm hiểu năng lực trước khi mà các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài làm ăn kinh doanh với các đối tác ở Việt Nam. Thì cái đấy, mảng đấy chúng tôi gọi là mảng thông tin kinh doanh. Mảng thứ ba là mảng nghiên cứu thị trường, thì chúng tôi làm rất nhiều những cái báo cáo ngành. Chúng tôi đã cover khoảng 20 ngành khác nhau, từ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, xây dựng, xi măng, bất động sản, cà phê, cacao, bao bì. Là chúng tôi có những cái báo cáo ngành rất là chuyên sâu, và những báo cáo này đều được cập nhật định kỳ khoảng 6 tháng một lần để phục vụ thị trường. Chúng tôi cũng phục vụ cho các khách hàng mà có nhu cầu làm tìm hiểu thị trường Việt Nam trước khi họ muốn quyết định xem có thâm nhập hay không. Chúng tôi cũng làm rất nhiều các dịch vụ liên quan đến commercial due diligence, phục vụ cho các giao dịch M&A xuyên biên giới. Cái mảng thứ tư là cái mảng tương đối mới, là mảng xếp hạng tín nhiệm. Thì FinGroup là công ty thứ hai ở Việt Nam được cấp phép của Bộ Tài chính để làm theo Nghị định 88 để làm dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Và hiện giờ với cái dịch vụ này thì chúng tôi có thể làm các dịch vụ liên quan đến đánh giá nhà phát hành, đánh giá trái phiếu, đánh giá các công cụ nợ, xếp hạng đánh giá tín dụng, đánh giá chất lượng tín dụng, đánh giá khoản vay. Thì đấy là những 4 cái lĩnh vực chính mà FinGroup đang kinh doanh ở Việt Nam suốt 15 năm vừa qua. Thì một trong các bộ phận mà chúng tôi có xử lý rất nhiều dữ liệu, đấy là bộ phận chúng tôi gọi là BI, bộ phận Business Information. Ở đây chúng tôi thực hiện rất nhiều những cái nghiệp vụ khác nhau để phục vụ cho các
nhu cầu khác nhau của khách hàng, của thị trường, từ những cái ví dụ như là tài trợ thương mại, bảo hiểm, chúng tôi phục vụ cho họ trong cái việc làm KYC, quản lý rủi ro thương mại, quản lý rủi ro tín dụng, tuân thủ thu nợ, quản lý mất khả năng thanh toán, cũng như là hỗ trợ cái việc kết nối kinh doanh, business matching giữa các công ty Việt Nam với lại các công ty ở trong Việt Nam cũng như là công ty ở nước ngoài. Và chúng tôi đã giúp kết nối rất nhiều các cái đối tác từ trong khu vực cũng như là ở ngoài khu vực châu Á có những cái giao dịch thành công với các doanh nghiệp Việt Nam. Cái thông tin kinh doanh thì chúng tôi cũng đã đề cập đến liên quan đến cái việc mà xác định cái quy mô của thị trường, xác định về hỗ trợ các đơn vị, hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch về ngân sách, lập các cái kế hoạch về tài chính. Chúng tôi cũng đã góp phần cho các giao dịch về M&A xuyên quốc gia diễn ra. Và một số giao dịch gần đây, ví dụ như là gần đây nhất ở trên thị trường có SK của Hàn Quốc đầu tư vào một công ty về utility ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng là một trong các đơn vị hỗ trợ cho SK trong việc làm commercial due diligence cho cái thương vụ đó, cũng như là làm cái khảo sát về thị trường utility cho cái giao dịch với mà SK Hàn Quốc đã đầu tư vào. Với các định chế tài chính và tín dụng thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều liên quan đến KYC, liên quan đến chất lượng tín dụng, liên quan đến đối tượng khách hàng, thu hút khách hàng, quy trình thẩm định, cũng như là hỗ trợ về quản lý rủi ro và tuân thủ đối với cho khách hàng. Thì đây là những cái từ những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng thì họ có thể thực hiện được rất nhiều những cái mục đích khác nhau, liên quan đến tuân thủ, liên quan đến báo cáo, liên quan đến decisioning, liên quan đến ra quyết định. Trên cơ sở chúng tôi là từ cung cấp dữ liệu đến cung cấp những cái báo cáo phân tích theo nhiều cái yêu cầu khác nhau, theo nhiều chiều khác nhau, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Và đa số các cái dịch vụ này thì chúng tôi thực hiện gần tương đối là tự động. Tương đối tự động theo nghĩa là vẫn có một phần phải xử lý thủ công, vẫn phải có một phần những cái liên quan đến ví dụ như commentary, vẫn nhận xét thì không có công ty nào là giống công ty nào, cho nên chưa thể là gọi là automate 100% được. Thì đấy là cái quy trình mà chúng tôi hiện nay đang áp dụng, và chúng tôi đang trong quá trình cải tiến cái quy trình đấy để nó tăng cái mức độ automation lên, để cái thời gian mà sản xuất ra một cái báo cáo nó nhanh hơn nữa. Trước đây chúng tôi mất khoảng vài ngày chúng tôi mới sản xuất ra được một cái báo cáo, nhưng bây giờ thì cái thời gian đó đã được rút ngắn để chỉ tính bằng giờ, working hour, để ra được một cái báo cáo về một doanh nghiệp. Mỗi năm 2021, mặc dù COVID như vậy, nhưng chúng tôi đã đánh giá sức khỏe tài chính cho khoảng 15.000 doanh nghiệp, và chủ yếu là các doanh nghiệp SME, phục vụ chủ yếu cho các đối tác nước ngoài, trong đó có một số định chế tài chính. Trong đó có rất nhiều các công ty về bảo hiểm thương mại, khi mà các công ty Việt Nam muốn ví dụ xuất khẩu chẳng hạn. Thế thì các công ty nước ngoài khi họ bán cái sản phẩm bảo hiểm thì họ muốn đánh giá tài chính, đánh giá năng lực của công ty Việt Nam, xem là để ra họ quyết định cái pricing cho cái việc, cho các cái giá, cho cái dịch vụ tài chính nó là ở mức bao nhiêu. Thì năm 2021 thì chúng tôi đã đánh giá khoảng 15.000, và dự kiến năm 2022 chúng tôi sẽ đánh giá khoảng 22.000 doanh nghiệp, chủ yếu là SME. Và các SME này chủ yếu là những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu với nước ngoài. Thì đấy là những cái đơn hàng mà chúng tôi đang xử lý, giúp cho các cái giao dịch, giúp cho các giao dịch thương mại giữa Việt Nam, giữa các doanh nghiệp SME Việt Nam với thị trường nước ngoài được diễn ra. Về FinRating là một cái thương hiệu mới của FinGroup, thì chúng tôi như tôi nói lúc nãy là một trong hai đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép làm xếp hạng tín nhiệm. Và hiện giờ thì chúng tôi đang cung cấp một số cái dịch vụ, ví dụ như là đánh giá nhà phát hành, đánh giá khoản nợ, đánh giá bond, đánh giá công cụ nợ, đánh giá tín dụng và các dịch vụ phụ trợ khác. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện xếp hạng cho 7 nhà phát hành ở các lĩnh vực khác nhau, như là công ty bất động sản, như là công ty về dịch vụ tài chính, như là công ty về năng lượng. Và hiện giờ thì chúng tôi cũng đang trong quá trình là làm việc với rất nhiều khách hàng nữa để thực hiện cái việc xếp hạng tín nhiệm cho công cụ nợ với các khách hàng này. Và gần đây thì chúng tôi cũng mới công bố cái việc hợp tác với S&P Global Rating. Họ là đối tác chiến lược, và họ đang có những cái cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho FinRating về phương pháp luận, về chất lượng, về đào tạo, về hệ thống, cũng như là cùng với chúng tôi để làm việc với các cái cơ quan liên quan, đặc biệt là với Bộ Tài chính, với Ngân hàng Nhà nước, liên quan đến cơ sở pháp lý cho hoạt động về rating, cũng như là về thị trường cho dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Thì nói về các cái điểm khác biệt của các cái dữ liệu và dịch vụ mà FinGroup cung cấp thì nó khác biệt gì so với thị trường nói chung? Thì thứ nhất là chúng tôi sử dụng cả dữ liệu traditional, tức là dữ liệu truyền thống, và dữ liệu alternative.
Dữ liệu truyền thống là dữ liệu về báo cáo tài chính, dữ liệu về hồ sơ doanh nghiệp là dữ liệu rất là chính thống, và dữ liệu alternative là những dữ liệu khác mà chúng tôi có thể hỗ trợ thu thập được qua các nguồn khác nhau, trong đó có thể là media, có thể là mạng xã hội, có thể là dữ liệu về doanh nghiệp, có thể là dữ liệu về cá nhân các cán bộ quản lý ở doanh nghiệp đó. Chúng tôi có cái cơ sở dữ liệu gần như là comprehensive nhất ở Việt Nam thông qua 15 năm làm việc cũng như là làm giàu cái cơ sở dữ liệu đó, không chỉ là công ty đại chúng, công ty niêm yết, dữ liệu về giao dịch trên thị trường chứng khoán mà tất cả các mã cổ phiếu, tất cả các cái chứng chỉ quỹ, tất cả các cái trái phiếu đang giao dịch trên thị trường, là chúng tôi có một cái cơ sở dữ liệu rất là comprehensive về tất cả những cái thông tin này. Và cái đó nó làm cho là cái sự khác biệt lớn nhất mà FinGroup chúng tôi rất là tự hào về cái độ giàu của dữ liệu cũng như là tính toàn diện của dữ liệu mà chúng tôi mỗi ngày một đang làm giàu thêm hàng ngày. Các cái dữ liệu khác mà chúng tôi cũng được tự tạo ra trên cơ sở những cái model mà chúng tôi tự xây dựng. Đương nhiên là xây dựng những cái model này, các cái engine này thì chúng tôi cũng đã có backtest và cũng có học hỏi từ các mô hình, từ các thị trường phát triển hơn, từ các đối tác chiến lược của chúng tôi, ví dụ như từ Quick và Nikkei từ Nhật Bản là đối tác chiến lược của FinGroup, và gần đây là với S&P Global liên quan đến mảng rating là chúng tôi liên tục cập nhật những cái phương pháp luận, những cái kiến thức mới nhất về nghề, những cái thông lệ tốt nhất của thế giới để có thể áp dụng được vào trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam. Về cái tính ổn định của dữ liệu cũng như là cái độ ổn định của mô hình thì chúng tôi liên tục cập nhật, chúng tôi liên tục là có cái sự cọ sát và trải nghiệm với các đối tác để đảm bảo rằng cái mô hình đó nó luôn luôn được cập nhật. Bởi vì dữ liệu thì mỗi ngày mỗi nhiều hơn về độ phủ về dữ liệu, cho nên là cái mô hình nó không thể là giữ nguyên các cái trọng số, ví dụ thế, nó không thể giữ nguyên ngày này qua ngày khác, mà liên tục cần phải có sự điều chỉnh để nó phù hợp với cái availability của data cũng như là cái độ chính xác. Thì đấy là một cái quá trình mà điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Đấy là những cái điểm mà chúng tôi cho rằng tương đối là chuyên môn về mặt nghiệp vụ mà chúng tôi xử lý hàng ngày ở FinGroup. Thế thì đâu là những cái thách thức của một đơn vị cung cấp dịch vụ mà chúng tôi tạm gọi là Data as a Service? Thế thì với kinh nghiệm của chúng tôi qua mười mấy năm phục vụ thị trường thì tôi cho rằng có mấy cái thách thức lớn như này. Thứ nhất ấy, là nhận thức và mức độ chấp nhận của thị trường nó chưa hoàn toàn là nó thành một cái gì đấy established như các dịch vụ khác. Nó giống như một số cái dịch vụ thì có thể nó cũng mất rất nhiều thời gian, thậm chí vài chục năm nó mới thành một cái thị trường, có một cái appetite, có một cái sự khẳng định. Nhưng cái dịch vụ liên quan đến gọi là third party opinion data analytics thì nó là một cái gì đó tương đối mới. Chúng tôi cho rằng là vì có sự bất đối xứng những thông tin trên thị trường, cho nên cái mission của chúng tôi là giảm thiểu cái sự bất đối xứng thông tin đó bằng cách cung cấp như là một đơn vị thứ ba đứng ra cung cấp các dịch vụ phụ trợ, hỗ trợ cho việc ra quyết định. Thực ra chúng tôi không bán data, chúng tôi cũng không bán thông tin. Cái đấy suy cho cùng nó chỉ là phương tiện để đạt được, để hỗ trợ khách hàng trong cái việc họ ra quyết định, để họ có cái confidence, để họ có cái trust trong cái việc là ok, thế thì họ sẽ làm gì với cái quyết định kinh doanh đấy. Là go hay no go, hay là sẽ ra giá theo hướng nào. Thì đấy là chúng tôi cho họ toàn bộ những cái thông tin liên quan để họ có thể hỗ trợ họ trong việc họ ra quyết định. Thì cái việc mà cái mức độ chấp nhận của thị trường, nhưng tôi cho rằng là gần đây thì cái sự chấp nhận của thị trường nó đang có sự cải tiến tương đối tích cực, theo nghĩa là các khách hàng đã open hơn với những dịch vụ mang tính chất phụ trợ. Bởi vì họ cho rằng là cần một tiếng nói của một bên thứ ba đảm bảo cho tính khách quan, độc lập. Và cũng trên cơ sở là cái nền tảng mà chúng tôi đã xây dựng trong vòng mười mấy năm qua để có được cái reputation, cái trust mà thị trường đang dành cho với những đối tác tương đối uy tín ở trong khu vực như là Nikkei rồi Quick của Nhật Bản, cũng như là đối tác toàn cầu như là Global S&P Rating. Thì đấy là những cái chỉ báo những cho thấy là chúng tôi có cái trust, có cái reputation nhất định ở trên thị trường. Và với các cái đơn vị làm data analytics thì cái điều này cực kỳ quan trọng. Không có cái trust, không có cái reputation thì không thể bán được hàng, không ai mua sản phẩm dịch vụ của chúng mình cả. Và chúng tôi đâu đó đã có được cái sự chấp nhận của thị trường về cái danh tiếng, về cái uy tín, về cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Thì đấy là một cái điều tôi nghĩ là quan trọng, gần như là số một đối với cái ngành data analytics. Thứ hai đấy là cái thách thức liên quan đến tính hợp pháp của dữ liệu và dịch vụ. Cái này về tính hợp pháp thì có lẽ một lát nữa anh Đức ở bên anh Dosin Council sẽ nói rõ hơn, nhưng tôi chỉ nói cái ở góc độ là về đâu là cái tính hợp pháp của cái, ví dụ khi chúng tôi cung cấp một cái ý kiến, chúng tôi cung cấp một cái phân tích, một cái khuyến cáo, thì nếu có vấn đề gì với cái khuyến cáo đó thì về sau sẽ được xử lý như thế nào. Ví dụ chúng tôi làm rating, xếp hạng tín nhiệm, nếu chúng tôi đánh giá một cái
trái phiếu nào đấy ở mức ví dụ như là BBB với triển vọng tích cực ví dụ thế. Thế nhưng về sau cái trái phiếu đó mà nó lại bị ví dụ default, tức là nó mất khả năng thanh toán. Thế lúc đấy cái trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ đến mức độ nào? Trách nhiệm pháp lý của công ty đến mức độ nào? Trách nhiệm pháp lý của các analyst làm ra báo cáo đó, làm ra cái rating đó đến trách mức độ nào? Thực ra bây giờ đó đang là một cái khoảng trống pháp lý ở đấy. Nó chưa có sự rõ ràng. Và chúng tôi cũng phải tham vấn các luật sư như anh Đức Đặng đây rất nhiều liên quan đến thế vấn đề này thì mình nên xử lý như thế nào? Đâu là cái khuôn khổ pháp lý, đâu là cái trách nhiệm, đâu là những cái nó chắc chắn phải có như thế, hoặc đâu là cái gray area mà ở Việt Nam thì có rất rất nhiều cái gray area. Cho nên bọn tôi cũng vừa làm vẫn phải có sự thận trọng nhất định, vừa phải tham chiếu đến mô hình quốc tế, các thông lệ tốt của quốc tế, nhưng cũng phải đồng thời phải thực tế với cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong cái điều kiện, trong cái khuôn khổ pháp lý mà chúng tôi mà hiện giờ chúng ta đang có. Thứ ba là cái tính hợp pháp của dữ liệu. Ví dụ như là các dữ liệu truyền thống thì không nói làm gì rồi, nhưng mà các dữ liệu thay thế thì tức là cái alternative data thì cái tính hợp pháp, cái legitimacy của nó là như thế nào? Làm sao mình có thể nói là tôi dùng cái dữ liệu mà anh đi Grab ví dụ thế, hoặc là anh thanh toán để phục vụ để ra được những cái thông tin mang tính chất là liên quan đến khả năng chi tiêu của một cá nhân nào đấy, hoặc là ở đâu đấy nữa là cái boundary về cái việc privacy. Ví dụ làm sao, ví dụ sáng nay có cái ví dụ liên quan đến khách sạn Wyndham chẳng hạn. Thế thì đâu là có những cái thông tin mà ở check-in khách sạn nào, ở khách sạn nào, thậm chí ở với ai nữa là những thông tin rất là private. Thế thì mình dùng được các công ty mà có dữ liệu đấy dùng được đến đâu thì đấy là ở Việt Nam, đấy là những cái rất đặc thù. Rất là bỏ ngỏ. Tôi có trao đổi với anh Đức là ví dụ như ở Việt Nam có rất nhiều những cái chuỗi khách sạn, thậm chí còn nhà nghỉ nữa. Thế thì nếu mà thông tin về nhà nghỉ đấy bây giờ nếu mà bảo là có giá trị không, rất có giá trị, nhưng giá trị theo nghĩa tiêu cực thì bảo là ok, nếu mà bung ra là cũng rất là nhiều chuyện ở đấy. Thì đấy là những cái mà rõ ràng là nó cần những cái chỉ báo rõ ràng hơn về mặt khuôn khổ pháp lý. Thứ tư là trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ đến đâu. Trách nhiệm ví dụ như là chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi làm báo cáo trên cơ sở dữ liệu mà lại nhận được từ một bên khác. Thế thì dữ liệu nó đã được mấy lần xử lý rồi, không phải là original nữa. Thế thì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đến đâu với, bởi vì chúng tôi lại đi mua dữ liệu hoặc thậm chí mua thông tin từ một bên khác. Bên khác đấy lại đi acquire từ một bên khác nữa. Tức là có rất nhiều layer tham gia vào cái chuỗi như thế, thì đâu cái trách nhiệm pháp lý của chúng tôi dừng lại ở mức độ nào, thì cái đấy là cái mà nó cũng không có sự rõ ràng. Và thứ năm nữa là cái thách thức nữa là cái mà cái khó của chính phủ, của các cơ quan quản lý, nó có một cái thuật ngữ nó gọi là data colonization, tức là nhà nước và các tổ chức cố gắng là cứ muốn biến cái data mà của người khác thành của mình. Một mặt là muốn colonize cái data đấy, nhưng mặt khác lại cũng muốn commercialize, cũng muốn xã hội hóa, cũng muốn thương mại hóa những cái dữ liệu đó. Thế thì nhưng đến mức độ nào, làm sao để cả đảm bảo một cái sự cân đối hài hòa vẫn phục vụ cho sự phát triển, thì đấy là cái mà tôi cho rằng ở Việt Nam bây giờ nó cũng đang có cái sự là gọi là chưa rõ ràng, và đang có rất nhiều những cái tranh luận cả ở cấp cao, ở cấp chính phủ liên quan đến cái việc là ai sẽ nắm dữ liệu, sẽ khai thác đến đâu. Cái dữ liệu đó phục vụ cho mục đích gì và ai được quyền khai thác, thì đấy là hẳn câu chuyện nó cũng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, nó còn là câu chuyện chính trị nữa. Thì đấy là những cái mà ở góc độ chúng tôi gọi là làm nghề, là những cái mình vừa làm vừa cũng phải để ý với cái thị trường, với các cái sự phát triển, với sự phát triển của cơ sở hệ thống, các cái văn bản pháp lý cũng như là khuôn khổ pháp luật, để đảm bảo là mình vẫn làm đúng, vẫn tăng trưởng được hoạt động kinh doanh, nhưng cũng không bị bị sai hoặc bị vi phạm các cái quy định về pháp lý hiện nay. Thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ rằng đó là những cái thách thức lớn mà dành cho những cái đơn vị làm data analytics như là Fingroup. Hy vọng là cái phần trình bày vừa rồi cũng đã giúp cho các quý vị có một cái hình dung xem một đơn vị làm data analytics như ở Việt Nam như chúng tôi thì làm như thế nào, và đâu là những cái thách thức của ngành. Xin cảm ơn hội nghị. Vâng, cảm ơn ông Hiệu. Sau đây thì còn hai cái bài chia sẻ nữa, đặc biệt là có một cái bài chia sẻ của ông Đặng Thế Đức, tôi nghĩ là sẽ giải quyết rất nhiều những cái vấn đề mà ngay như ông Hiệu vừa nêu ra liên quan đến câu chuyện là luật. Đặc biệt là ở Việt Nam có rất là nhiều vùng xám mà các nhà cung cấp dịch vụ thì tôi nghĩ là cũng vừa làm vừa phải nhìn rất là kỹ. Thì trước khi vào hai cái phần present và thảo luận thì xin mời các vị ra nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Thì ngay sau đây thì sẽ là một cái chủ đề tôi nghĩ là rất là hấp dẫn và chắc chắn là sẽ bổ ích cho việc cung cấp dịch vụ và phát triển ngành dữ liệu, phân tích dữ liệu tại Việt Nam. Xin mời ông Đặng Thế Đức, một luật sư điều hành của Indochina Council. Cảm ơn các anh các chị đã ngồi đến giờ này.
Chúng ta hôm nay có một ngày chương trình hơi dài, hơi nhiều vấn đề kỹ thuật. Thì tôi xin trình bày cái phần của tôi có lẽ cũng nhanh thôi, liên quan đến pháp lý. Bởi vì thực ra một số cái vấn đề ấy, hoặc là một số cái thông tin đấy thì có một số diễn giả đã nêu. Đặc biệt sáng nay thì các anh chị đã được nghe tổng quan về ngành phân tích dữ liệu, cũng như là các cái thực tiễn của Mỹ chẳng hạn, và một số cái case study. Thì cái phần này thì tôi sẽ xin trình bày về cái hiện trạng về thị trường ở Việt Nam. Các chuyên gia đã trình bày rồi, nhưng mà nó liên quan đến về mặt pháp lý thôi. Thứ hai là khung khổ pháp lý và một số cái cập nhật trong thời gian tới liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân nói chung, cũng như là các cái thay đổi về luật pháp trong một cái bối cảnh chung, tức là các chị đã biết là hiện tại chính phủ cũng đã có những cái chiến lược và kế hoạch hành động về phát triển kinh tế số, rồi tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Thực ra là chính phủ xác định trên ba cái trụ cột chính là chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Thì liên quan đến ngành tài chính ngân hàng ấy, thì chúng ta cũng, ngân hàng nhà nước cũng được giao rồi để triển khai những cái kế hoạch hành động cụ thể để có thể phát triển cái ngân hàng số. Thì đây là hôm nay chúng ta nói về ngành phân tích dữ liệu, trong cái tương quan nó cụ thể hơn ở ngành tài chính và ngân hàng. Bởi vì hôm nay tôi cũng thấy là rất nhiều các anh chị ở đây là đa phần là ngân hàng, nhưng mà có các anh chị ở ngành fintech, các công ty về phân tích dữ liệu, ví dụ như định danh điện tử, credit scoring, các quỹ. Thực ra nó liên quan đến fintech khá nhiều, liên quan đến digital banking. Thì từ kinh nghiệm của tôi thì tôi có được tham gia tư vấn và hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp về phân tích dữ liệu, cũng như là các khách hàng trong ngành tài chính, insurtech, rồi rất nhiều. Thì trước khi đến cái hội thảo này thì chúng tôi cũng có làm một cái soát xét về khoảng trống pháp lý. Nó gọi là Data Driven Lending Legal Review cho một cái hợp tác giữa một cái ngân hàng thương mại Việt Nam, có thể người ta sẽ đi tiên phong về digital banking, và một cái công ty công nghệ, Enterprise Tech Firm, để cải thiện cái giải pháp về SME lending trong cái hợp tác giữa hai bên. Thì trong cái bài trình bày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một số cái ý kiến của chúng tôi liên quan đến cái khung khổ pháp lý tại Việt Nam. Thì có lẽ để cho nó ngắn gọn thì tôi sẽ đi thẳng vào cái phần liên quan đến các cái công ty về dữ liệu và phân tích dữ liệu tại thị trường Việt Nam. Thực ra thì đúng như là anh Việt ở Viettel Digital có nêu thì đối với trong cái ngành tài chính, đặc biệt là fintech hiện nay ấy, thì các anh chị nhìn là nó phát triển rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Chúng ta đã có hai cái công ty unicorn là Momo và VNPay rồi. Và trong những năm vừa rồi chúng ta thấy là có một cái sự kết hợp rất tuyệt vời giữa cái ngân hàng truyền thống, thực ra không phải ngân hàng, FA Credit, người ta có giấy phép về tài chính tiêu dùng và người ta tận dụng cái công nghệ. Thế thì FA Credit là người ta phát triển rất là nhanh. Tất nhiên nó còn rất nhiều vấn đề về mặt bảo hộ dữ liệu cá nhân, rất nhiều vấn đề liên quan đến khách hàng. Nhưng đấy là một cái ví dụ rất điển hình về việc cái ngành digital banking nó phát triển rất là nhanh. Thế thì rõ ràng là ở Việt Nam ấy, hiện tại thì nó không có một cái khung khổ pháp lý cụ thể cho các công ty dữ liệu ấy, mà cụ thể là không phải những cái công ty cung cấp dữ liệu gốc như CIC hay là Credit Bureau, mà những cái công ty cung cấp những cái alternative data ấy, thì là nó khiến cho các cái công ty này ở rất nhiều mảng, về credit scoring, về định danh điện tử, về social media listening, vân 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 vân. Thì người ta sẽ không biết là người ta hoạt động trong cái khuôn khổ nào, và các cái rủi ro thì luôn luôn rình rập, bởi vì các bạn cũng biết là bây giờ cái cybercrime là các cái tội danh liên quan đến công nghệ thông tin là chúng ta có rồi, nó tương đối là rõ ràng. Thì nếu mà chúng ta làm mà không cẩn thận á, hoặc là chúng ta bán dữ liệu, hoặc là chúng ta chia sẻ dữ liệu cá nhân mà không được phép á, thì rõ ràng là chúng ta có thể đi tù. Ví dụ như nhân viên ngân hàng hay nhân viên các công ty fintech mà mang một cái tệp dữ liệu của khách hàng đi bán chẳng hạn, thì rõ ràng bây giờ cái đó là tội hình sự. Tất nhiên là chưa nói đến những cái dịch vụ mới rất là mới, thì bây giờ không biết là chúng ta hoạt động trong cái khuôn khổ pháp lý nào, và cái quyền và nghĩa vụ của chúng ta đến đâu, và chúng ta có thể chia sẻ thông tin đến đâu. Thì thực ra trước đây
chúng tôi làm việc với bên anh Hiệu Fingroup khá nhiều thì trước khi mà cung cấp, chưa nói là thông tin tín dụng nha, chỉ là thông tin doanh nghiệp thôi. Thế thì chúng tôi cũng phải ngồi lại giả soát là thế nào là thông tin cá nhân theo luật Việt Nam. Và ngoài cái nghiệm thông tin cá nhân thì chúng ta có cái thông tin doanh nghiệp nữa. Thì thông tin cá nhân thì nó cũng có cái loại được công bố, cũng có cái loại không được công bố, phải có sự cho phép. Thông tin doanh nghiệp cũng vậy, có những thông tin rất công khai trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tên doanh nghiệp, số vốn, người đại diện theo pháp luật. Nhưng mà còn lại thì nó không được công bố hoặc là không cho phép, assess public. Hoặc là những cái công ty đại chúng hay công ty niêm yết thì một số thông tin người ta công bố công khai trên website hoặc là các cổng thông tin của Sở Giao dịch hay Ủy ban Chứng khoán thì được phép thu thập và sử dụng. Còn lại thì phải được phép của chủ thể dữ liệu chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì chưa nói đến những các thông tin tín dụng, thì những cái loại thông tin này cung cấp ra thị trường như thế nào, chưa nói đến cái việc là các nhà cung cấp dịch vụ về dữ liệu lấy thông tin đó từ các cái nguồn secondary. Thế thì nghĩa vụ của các nhà cung cấp thứ cấp là như thế nào? Nó có thể có là cơ quan thuế cung cấp, có thể có là cơ quan thống kê cung cấp, có thể có là cơ bộ hoạch đầu tư cung cấp. Ví dụ như vậy, hoặc là Bộ Y tế liên quan đến sức khỏe, hay là Bộ Lao động Thương binh Xã hội liên quan đến hồ sơ của người lao động. Thì vấn đề loại khác. Và chúng ta có thể chia sẻ đến mức độ nào? Đấy thì là cái chúng tôi sẽ đề cập thêm. Thì cái đó nó dẫn đến tình trạng là rất rủi ro cho, chưa nói đến là người tiêu dùng cá nhân và doanh nghiệp có thể bị mất thông tin hoặc là chia sẻ một cách bất hợp pháp. Nhưng mà nhà cung cấp dịch vụ thì người ta rất là khó để xác định là người ta khi đưa ra các dịch, đặc biệt các dịch vụ mới. Thì ở đây là đối với các nhà cung cấp dịch vụ á, thì tôi sẽ đi nhanh qua. Thì cái này anh Tuấn bên CSC có nêu ở cái slide trước rồi, nhưng mà đối với các nhà cung cấp về các cái công ty về phân tích dữ liệu và data ở Việt Nam, đặc biệt liên quan đến ngành tài chính ngân hàng ấy, đặc biệt đến thông tin tín dụng ấy, thì rõ ràng là chúng ta có, thứ nhất là ở khu vực công chúng ta có CIC, nhưng mà CIC thì là một cái đơn vị trực thuộc ngân hàng nhà nước, cung cấp các thông tin trong hệ thống cho cơ quan nhà nước và ngân hàng nhà nước và các cái ngân hàng trong hệ thống. Tất nhiên hiện nay các anh cũng đã cung cấp một số cái alternative credit information data cho một số khách hàng khác. Nhưng mà đấy là cái doanh nghiệp duy nhất ở khu vực công. Thứ hai là chúng ta có cái nghị định 58 về doanh nghiệp cung cấp thông tin tín dụng. Đây là cho khu vực tư, nhưng mà đến nay á, là chỉ có một doanh nghiệp được cấp phép, đó là BSP thôi. Rằng cái doanh nghiệp này được cấp khoảng mười mấy năm rồi. Và luật là quy định là phải có vốn điều lệ bao nhiêu đó, phải có kết nối với 15 ngân hàng thương mại chẳng hạn. Thế thì tôi cũng không hiểu tại sao là ở cái khu vực tư này á, thì hiện tại chỉ có một doanh nghiệp, một nhà cung cấp dịch vụ được cung cấp thông tin tín dụng, với nghĩa là thu thập thông tin tương đối là thông tin gốc và thông tin thô. Tất nhiên người ta có thể có những cái sản phẩm là data structure hay này kia, platform tốt hơn. Thứ ba là các cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về xếp hạng tín nhiệm. Tất nhiên cái này nó cũng cung cấp một số cái thông tin hạn chế về mặt thông tin tín dụng hay là tài chính hay là doanh nghiệp. Thì ví dụ như bên Finrating là một doanh nghiệp được cấp phép, thì cái này là hoạt động riêng ở một cái nghị định khác, là nghị định 88. Tiếp theo á, thì đối với các cái doanh nghiệp còn lại á, thì tôi gom lại là có thể như là Mr. Lai đã nêu sáng nay á, nó là data analytics firm và nó không rơi vào cái trường hợp nào cả. Và hiện tại các doanh nghiệp này á, có thể là định danh điện tử, có thể là chấm điểm tín dụng, có thể là phân tích tổng hợp dữ liệu, vân vân vân. Bởi vì hiện nay rất nhiều các công ty fintech và ngân hàng, người ta sử dụng những cái công ty dịch vụ sử dụng AI để cung cấp thông tin, để làm KYC, để rút ngắn cái thời gian lại. Ví dụ như các bạn, người ta có thể cung cấp các bạn những cái thông tin trên mạng xã hội Facebook này kia về chi tiêu, ăn ở, quan hệ, ví dụ như vậy, với ai, chi tiêu ở đâu chẳng hạn, thì cái đấy cũng là thông tin rất quan trọng. Nhưng mà nó không rơi vào đâu hết cả. Và cái nhóm này hiện nay á, ngân hàng nhà nước cũng không quản, Bộ Tài chính cũng không quản, Bộ 4T cũng không quản, Bộ Thông tin Truyền thông, mà cơ bản hoạt động trên cái cơ sở, tức là những cái ngành nghề kinh doanh về mặt công nghệ thông tin. Mà theo cam kết của WTO của Việt Nam đối với WTO thì chúng ta cũng không hạn chế. Thứ nhất là về xử lý dữ liệu, thứ hai là cổng thông tin điện tử, cổng thông tin, thứ ba là các dịch vụ bổ trợ cho ngành tài chính, Engineering Service to Financial Industry, that's all. Thì đấy là cái. Và như vậy thì trong cái báo cáo mà chúng tôi làm
cho cái model về FA lending giữa ngân hàng thương mại và cái công ty công nghệ á, thì nó có một cái vấn đề là có một cái sự mâu thuẫn ấy, là các ngân hàng truyền thống hay các công ty tài chính truyền thống có thể yếu về mặt công nghệ. Có một vài ngân hàng người ta đi trước cái mảng đó. Trong khi các công ty công nghệ, ví dụ như fintech chẳng hạn, người ta có ưu thế về công nghệ, người ta ưu thế về dữ liệu, người ta có ưu thế về khách hàng. Thì bây giờ mong muốn của ngân hàng là có thể bán nhiều sản phẩm dịch vụ hơn. Nhưng mong muốn của các cái công ty công nghệ, công ty dữ liệu, người ta muốn có cái phần bánh nhiều hơn trong cái cuộc chơi là cho vay. Ví dụ ở sản phẩm cho vay thôi, cho vay tiêu dùng thôi. Thế thì hiện nay thì tất cả các hoạt động cho vay đều phải dựa trên cái giấy phép truyền thống của ngân hàng nhà nước là tín dụng cho vay. Trong khi tất cả các công ty này, kể cả fintech hiện nay cũng có, ngoại trừ một số công ty công nghệ thuần túy làm trung gian thì không nói. Nhưng mà nếu dựa vào giấy phép cầm đồ, pawn shop thì rất rủi ro. Các bạn đã biết là thậm chí chúng tôi có một vài khách hàng là rất thành công. Đấy, nhưng mà chỉ vì một cái scandal high profile trên báo, khách hàng cá nhân claim rồi báo chí nhảy vào là doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đấy là cái risk của công ty fintech. Và hiện tại thì cái nghị định về cơ chế thử nghiệm regulatory sandbox là đã có dự thảo mấy năm rồi. Hơn 2 năm rồi nhưng bây giờ cũng chưa ra được. Đấy là cái vấn đề. Thì đấy là ở cái mô hình ở Việt Nam hiện nay nó là như vậy. Hiện nay thì ở cái dự thảo về nghị định về sandbox, về fintech thì có một số loại data analytics firm thì có thể được rơi vào, ví dụ như định danh trực tuyến, ví dụ như là We Digital chẳng hạn, ở đây nó có một anh ở True ID chẳng hạn, hoặc là một số cái doanh nghiệp về credit scoring như là Trusting Southern hay là Calapa chẳng hạn, thì người ta có thể apply vào cái sandbox đó. Nhưng mà các bạn biết là cái approach của chính phủ Việt Nam ấy, thì nếu mà chúng ta làm về pilot hay thử nghiệm ấy, thì nó mất khoảng 5 năm và sẽ phải đánh giá khoảng 5 năm nữa thì may chăng mới có một cái văn bản gì đó chính thức. Thì cái đấy là cái bài học rõ ràng nhất trong cái việc mà Ray Hayling về Grab, về Uber, thì chúng ta cũng phải mất mấy năm thì mới approve vào cái list là pilot về Ray Hayling. Và Grab cũng chỉ được triển khai ở các đô thị lớn, ví dụ như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, chứ còn cũng chưa có luật, đúng không ạ? Và kể cả những lĩnh vực khác thì bây giờ ví dụ như Airbnb này kia thì hiện nay cũng không ông nào quản cả. Tất nhiên cơ quan thuế người ta smart hơn, người ta quản thuế rồi, cái đấy là tốt. Thì đấy là bức tranh chung về thị trường là như vậy. Thì tôi sẽ quay lại cái vấn đề pháp lý một chút về cái thực trạng hiện nay. Chứ còn nếu về chủ trương chính phủ, tôi nghĩ là Việt Nam khá là open. Bởi vì có lẽ là chính phủ chúng ta nhận biết được cái sự lợi thế của chúng ta, tức là lực lượng lao động trẻ và cái lực lượng lao động về IT khá là tốt. Trước đây là khoảng 10 năm trước thì chúng ta không làm gì cả, Ấn Độ thôi, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bây giờ cái chuyện mà IT sourcing như này kia Việt Nam, đặc biệt là trong qua 2 năm Covid vừa rồi thì những cái tech startup ở Việt Nam phát triển rất rất là nhanh. Về fintech, về blockchain, rồi về những cái liên quan đến crypto, thì dân mình thì cũng ham cờ bạc, thì cái đó phát triển nhanh thì cũng ok, nhưng mà cũng hơi rủi ro. Thì về pháp lý thì tôi sẽ quay lại một chút. Cái này trước là anh một đây giờ có nêu rồi, thực ra anh review cũng khá kỹ đấy. Thì ở đây thì nếu nói về luật gọi là privacy law, về luật về quyền riêng tư hay là thông tin cá nhân, thực ra là không phải là chúng ta không có. Nhưng mà ở đây có lẽ là chúng ta cũng theo một cái tiếp cận là gọi là theo ngành, như là giáo sư Thảo Nguyễn đã sáng nay là sectoral approach. Nhưng Việt Nam thì nó hơi khác, là ngành nào mạnh ngành chạy thôi, đúng không? Nhưng mà các cái quy định về thông tin cá nhân hay là thông tin tín dụng hay là privacy á, thì có lẽ là ngành ngân hàng là đi đầu tiên, bởi vì đó là cái ngành điều tiết rất là cao. Thì thực ra người ta đã có lâu rồi trong những quy định về cho vay hoặc là trong ngành bảo hiểm chẳng hạn, cái đấy là có. Nhưng mà ở Việt Nam thì rõ ràng mặc dù chúng ta không có một đạo luật chung nhất hay là toàn diện nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay là Privacy Act, hay là Personal Data Protection Act, nhưng chúng ta có giải rác ở rất nhiều luật. Thứ nhất là các luật chung, luật dân sự chẳng hạn. Đấy, hoặc là luật công nghệ thông tin sớm nhất là 2006. Sau đó là đề cập cũng khá nhiều trong luật giao dịch điện tử. Chúng ta cũng học của cộng đồng châu Âu khá nhiều ở hai cái luật này. Và thời điểm 2005-2006 là cái thời điểm mà ngành ICT của Việt Nam bắt đầu cất cánh.
phát triển rất nhanh. Và sau đó thì chúng ta có những cái luật khác nữa. Luật về an toàn hệ thống mạng chẳng hạn. Đấy, 2015 rồi luật về an ninh mạng 2018 là cái luật cũng chờ đợi nhất, nhiều vấn đề nhất. Và chúng ta có những cái luật chuyên ngành. Ví dụ như trong lĩnh vực ngân hàng thì có luật về ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm thì có đúng không? Công ty tài chính cũng có. Và một cái luật, thực ra cái này là luật chung, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng mà nó cũng chứa đựng rất là nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhưng mà nó có những cái thuật ngữ và khái niệm khác nhau. Và mỗi ngành thì hiểu cái vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân khác nhau, privacy khác nhau. Rồi những cái quy định cụ thể trong cái nghị định 72 về Internet và cái nghị định 52 về thương mại điện tử. Nghị định 52 thì mới sửa vừa rồi, năm ngoái bởi nghị định 85 thì nó cũng có rất nhiều quy định mới. Ngoài ra thì đối với mảng doanh nghiệp ấy, thì các anh chị cũng biết là chúng ta có luật doanh nghiệp, chúng ta có luật chứng khoán, chúng ta có những quy định về công bố thông tin và báo cáo thông tin đối với công ty private bình thường, không phải công ty niêm yết. Đối với công ty niêm yết hay công ty đại chúng thì cái yêu cầu về báo cáo công bố thông tin nó cao hơn. Thì cái đó khi mà đối với công ty dữ liệu chúng ta cũng phải xem xét thế nào là thông tin doanh nghiệp, thế nào là thông tin tài chính, thông tin tín dụng vân vân, và cái nào của doanh nghiệp có thể công bố được và cái nào không công bố hoặc là phải có sự cho phép. Ở lĩnh vực người lao động thì các bạn cũng biết là Bộ Luật Lao Động cũng chứa đựng, cũng có những quy định cụ thể về cái việc bảo vệ cái thông tin về cá nhân, rồi thông tin về sức khỏe vân vân. Chúng ta có luật khám chữa bệnh cũng có quy định về thông tin cá nhân liên quan đến lĩnh vực y tế, khám sức khỏe, ví dụ hồ sơ bệnh án, hồ sơ sức khỏe chúng ta thì xử lý thế nào. Tất nhiên nó không đầy đủ và toàn diện. Thì có nghĩa là nó khi mà chúng tôi làm và rà soát cho khách hàng á, kể cả các công ty MNC Việt Nam, bởi vì rất nhiều công ty bây giờ là người ta rất là e ngại cái chuyện những cái yêu cầu của GDPR của châu Âu hoặc là những cái thị trường phát triển như Mỹ, thì và Việt Nam là người ta yêu cầu là chúng tôi phải review và localize lại cái private policy và term and condition làm sao để tuân thủ. Ví dụ như vậy, thì phải chúng tôi phải xem rất là nhiều cái luật khác nhau và tùy lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để có thể localize được cái chuyện đó và cho cái mục đích local compliance. Thì ở đây tôi có nêu ba cái, mặc dù chưa có một cái luật riêng và toàn diện về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay là privacy đấy, nhưng mà chúng tôi quan sát thì nó có ba cái nguyên tắc chung nhất của luật Việt Nam ở rất nhiều cái văn bản khác nhau. Thứ nhất là cái phải có cái sự cho phép của chủ thể dữ liệu là data subject consent, mà cái này là phải express consent chứ không phải imply nước gì hết á. Ở Việt Nam cũng có quy định về chống spam mail, chống spam SMS, về OTT service, rất nhiều văn bản chứ không phải không. Thứ hai là việc sử dụng cái dữ liệu đó phải trong cái phạm vi và mục đích được chủ thể dữ liệu cho phép. Thứ ba là luật Việt Nam cũng áp đặt các cái yêu cầu và biện pháp kể vào về mặt kỹ thuật, về mặt pháp lý để đảm bảo cái quyền cho chủ thể dữ liệu. Thì nó ở rất nhiều văn bản khác nhau, ví dụ như luật công nghệ thông tin, rồi quy định về Internet, quy định về thương mại điện tử, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái bức tranh chung như vậy. Và đối với một cái doanh nghiệp dữ liệu ở rất là nhiều ngành khác nhau, thì nếu mà các bạn làm cái sản phẩm nào hay phục vụ cho ngành nào thì cái việc chúng ta phải soát xét để tuân thủ cho cái mảng luật chuyên biệt đó thì nó hơi mất thời gian, bởi vì nó rất là tản mát. Tiếp mời. Thì có một điều cũng khá tích cực là chính phủ cũng đã khởi động, tôi nghĩ cũng 2-3 năm rồi thì nó có một số cái dự thảo luật quan trọng mà tôi nghĩ là tôi nên update cho các anh chị ở đây nắm. Thứ nhất là cái nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Personal Data Protection Draft Decree. Thì cái này thì Bộ Công an chủ trì, thì đâu đó nó cũng qua hai cái dự thảo rồi. Thực ra cái dự thảo mới nhất thì không đưa ra công bố công khai, nhưng mà chính phủ có duyệt về mặt nguyên tắc và có gửi qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội soát xét và cho ý kiến. Cái này thì chính phủ ban hành chứ không phải Quốc hội, nhưng mà có lẽ là do cái tầm quan trọng của nó cho nên là chính phủ có chuyển qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội look through. Đấy, thì cơ bản là như vậy. Thì ở đây nó có một số cái nội dung quan trọng mà tôi có nêu tóm tắt.
Ví dụ như vậy thì lần đầu tiên là cái nghị định này nó đưa ra một cái định nghĩa nhất quán về dữ liệu cá nhân. Tức là những cái dữ liệu để mà xác định một cá nhân, hoặc là những dữ liệu mà có thể được sử dụng để xác định nhân thân một cái cá nhân, ví dụ như vậy. Thì giống như là cái mà về dữ liệu cá nhân ấy, thì trong nghị định này có phân loại ra hai loại, là một là các cái dữ liệu cá nhân cơ bản, và các loại thứ hai là các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, tức là sensitive personal data. Và cái cách quản lý và cái cách các cái quy định pháp lý áp dụng nó cũng khác nhau. Thì luật này cũng khẳng định các cái nguyên tắc chung nhất của bảo hộ dữ liệu. Thực ra cái nghị định này có tham khảo các cái quy định của GDPR của Liên minh châu Âu và một số nước nữa. Trong đấy thì tôi cũng nghĩ là cũng có cái cách tiếp cận của Trung Quốc trong cái việc kiểm soát dữ liệu qua biên giới. Thế còn một số cái thuật ngữ hay cái tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật ấy, thì tôi nghĩ là học của Liên minh châu Âu rất là nhiều. Bởi vì anyway thì Việt Nam cũng theo một cái hệ thống dân luật, civil law. Cho nên là kể cả khi mà chúng ta xây dựng cái luật công nghệ thông tin, luật giao dịch điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số, vân vân, liên quan đến ngành ICT ấy, thì thực ra chúng ta học ở EU rất là nhiều, kể cả các cái directive và các cái luật liên quan của họ. Tiếp em. Cái dự thảo nghị định thứ hai mà nó cũng khá chậm là chúng ta có cái luật an ninh mạng là cyber security. Có lẽ là chỉ riêng Việt Nam nó có hai cái luật, nó khá là lúc đầu nó, về tên nó khá là confusing, là luật an ninh mạng cyber security law, và thứ hai là cái luật an toàn thông tin mạng, thì nó rất là confusing. Nhưng mà cái luật an ninh mạng thì nó tập trung nhiều vào vấn đề về cyber security issue và liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến security nói chung. Thì cái này nó có một số cái quy định mà các doanh nghiệp, các nhà cung cấp nước ngoài nó rất là băn khoăn về cái chuyện yêu cầu về data localization, và người ta kỳ vọng cái nghị định này nó sẽ phải ra sớm để clear cái rule chung trong cái luật an ninh mạng, nhưng mà đến nay thì vẫn chưa được ban hành. Thế nhưng nó có một cái thay đổi rất là lớn là trước đây trong cái dự thảo thứ nhất thì dường như là chính phủ yêu cầu là một số cái doanh nghiệp gọi là cyber space service provider nói chung này, là ông phải lưu giữ dữ liệu người dùng cá nhân ở Việt Nam và một số thông tin khác ở đây, và ông phải đặt chi nhánh văn phòng đại diện miễn bàn. Sau đó là rất nhiều doanh nghiệp có ý kiến, dường như trong cái dự thảo gần đây nhất thì hình như là nếu mà doanh nghiệp đáp ứng một số điều kiện thì mới phải lưu ở Việt Nam và mới phải lập chi nhánh văn phòng đại diện. Trong đó có một cái điều kiện đó, một cái tiêu chuẩn đó, là ông có cái vi phạm đối với luật an ninh mạng, và Bộ Công an sẽ có cái yêu cầu là ông phải lưu trữ ở đây và ông phải lập văn phòng đại diện. Thì có vẻ như là một cái sự compromise của chính phủ đối với các doanh nghiệp. Bởi vì rõ ràng trong cái việc xây dựng khung pháp lý về đây, về privacy protection nói chung á, hay là bảo vệ dữ liệu cá nhân á, thì một cái khó của chính phủ hay là cơ quan lập pháp á, nó nói chung á, thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cân bằng giữa cái quyền riêng tư của cá nhân, của công dân, yêu cầu quản lý của chính phủ và cái lợi ích của doanh nghiệp. Đấy, thì cái đó cũng tương đối khó chứ không phải đơn giản. Cho nên là chúng ta cũng phải, có lẽ chính phủ cũng xem xét rất nhiều cái mô hình khác nhau. Mỹ là một cái mô hình như là giáo sư Xuân Thảo Nguyễn đã nêu. EU là một cái mô hình rất là chặt. Trung Quốc là một kiểu khác. Trung Quốc là ngày xưa người ta cũng chả bảo hộ gì cả. Sau này người ta mới thích thôi, đúng không? Đấy cũng là cái lý do mà nó hơi, nó không phải là tích cực lắm, nhưng mà nó cũng là cái môi trường cho startup phát triển. Thứ ba là một cái nghị định, thực ra nó cũng liên quan đến một phần đến data analytics firm, các cái doanh nghiệp về xử lý dữ liệu trong cái mảng tài chính thôi. Thì cái này là Fintech Regulatory Sandbox, qua hai dự thảo rồi nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thông qua. Ngân hàng nhà nước thì cũng có nhận đơn để vào shortlist thôi. Còn tôi cũng không biết khi nào qua, nhưng mà dự kiến của chính phủ thì sẽ cấp pilot và sandbox cho 6 lĩnh vực này. Thứ nhất là cấp tín dụng trên nền tảng công nghệ. Thứ hai là credit scoring, chấm điểm tín dụng. Thứ ba là chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng API. Thứ tư là peer-to-peer lending. Bởi vì riêng peer-to-peer lending Việt Nam thì không có luật. Mà các cái doanh nghiệp fintech đang làm ở Việt Nam ấy, thực ra nó không phải peer-to-peer lending. Nói thẳng lên cho nó nhanh. Một là có một số ông là dựa vào con shop
Thứ hai là thuần túy là tech platform intermediary giữa lender và borrower. Để thôi. Còn một số ông chui nữa thì ví dụ như một số doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa rồi Bộ Công an có bắt một số gọi là các ông ấy làm khoảng vài chục cái app cho vay mà lãi suất khoảng 2.500% một tháng hay sao đấy, hay một ngày gì đấy. Thì đấy là cái kiểu là chui đúng không? Và đấy là rủi ro hình sự rất lớn. Tiếp theo là các ứng dụng khác, ứng dụng về công nghệ chuỗi khối, vân vân. Thì Việt Nam cũng đang hot cái vụ blockchain. Các bạn cũng biết là vừa rồi Việt Nam có thành lập cái Việt Nam Blockchain Association. Và người ta làm rất nhiều cái hoạt động để khuấy cái này, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng còn rất là lâu. Tương tự với cách chúng ta tiếp cận về pilot scheme sandbox cho các cái ngành công nghệ khác nhau. Ngân hàng nhà nước cũng được giao xem xét và có cơ chế để có cái khung pháp lý cho tiền số crypto chẳng hạn. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là còn lâu lắm. Một vài dự thảo khác tôi nghĩ cũng quan trọng là một là cái sửa đổi cái luật giao dịch điện tử. Cái luật giao dịch điện tử thì chúng ta ban hành cũng lâu rồi, tôi nhớ là 2005. Thứ hai là cái sửa đổi cái nghị định về quản lý internet, cái này cũng quan trọng liên quan đến các cái liên quan đến cyberspace, liên quan đến online. Thì cái này các nhà cung cấp offshore là tương đối quan tâm. Thì đối với chúng tôi phải theo dõi tất cả những cái này để update cho khách hàng, các khách hàng công nghệ. Vì ngoài những cái tech startup chúng tôi làm Việt Nam thì có những một vài unicorn ở Việt Nam, quốc tế và Việt Nam thì chúng tôi cũng làm. Cái này thì tôi đã đi qua rồi, để một vài cái. Thì ở đây là một số khuyến nghị. Thực ra thì tôi cũng đồng ý với một số khuyến nghị mà Mr. Lai đã nêu ở cái phần slide chiều nay. Thực ra thì tôi thấy là bởi vì cái lĩnh vực privacy hay là bảo vệ dữ liệu cá nhân rất là quan trọng. Nhưng mà cách tiếp cận của chính phủ Việt Nam đối với lĩnh vực mới thì chúng ta sẽ, nó rất khó, thì sẽ bắt đầu bằng việc pilot. Còn cái nào mà nó cũng không khó lắm nhưng mà nó cũng cần xem xét kỹ thì chúng ta, trước đây chúng ta dùng pháp lệnh. Bây giờ là có thể là vấn đề này sẽ là nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân này, sau đó mới nâng lên luật. Nhưng mà tôi nghĩ lâu dài ấy, thì cái này liên quan đến quyền công dân, quyền theo hiến pháp, các quyền cơ bản. Cho nên là tôi nghĩ là vẫn phải có một cái luật chứ không phải là nghị định. Hơn nữa là nó sẽ là một cái không phải luật gốc mà luật chung để các cái luật chuyên ngành ở từng mảng người ta phải theo các cái chuẩn về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chứ còn nối với một nghị định ấy, thì tôi nghĩ là không đủ cái hiệu lực xử lý cái tính nhất quán trong thị trường. Tất nhiên là với hiện tại thì có lẽ là chúng ta cứ phải làm nhanh cái chuyện, tức là cái một là cái dự thảo hướng dẫn luật an ninh mạng. Thì rất nhiều công ty là rất là hồi hộp cái việc này, không biết là có phải data localization hay không, rồi là có ví dụ như ánh xạ hay này kia ảo thì có được hay không, hay là cứ phải đặt server ở đây chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái vấn đề rất là sát sườn, thì nếu mà áp một phát là phải thay hết, là phải có phương án. Rồi thứ hai là đặc biệt là liên quan đến fintech thì bây giờ nó rất là phát triển rồi đúng không ạ? Chúng ta đã có hai unicorn về e-wallet rồi. Rồi một số công ty khác ví dụ cũng khá mạnh như là VNG chẳng hạn, người ta có OTT platform rất là mạnh, Zalo. Người ta có Zalo Pay, người ta có các cái nền tảng khác thì cái dữ liệu nó rất là khổng lồ. Mà hiện tại thì ở rất nhiều công ty là tôi thấy là cái việc mà thu thập rồi chia sẻ rồi khai thác thì nó không có luật. Ví dụ như các cái công ty công nghệ, người ta thu thập rất là nhiều nhưng mà có thể kết hợp với một ông bảo hiểm để bán bảo hiểm. Thì bây giờ không có luật nào điều chỉnh cái chuyện cả, hai ông tự làm với nhau. Đấy, nhưng mà nó bóc ra cái thì cũng nguy hiểm, nên là ông phải bán chẳng hạn. Rồi kết hợp bán bảo hiểm, kết hợp bán cho trường học rồi này kia đủ thứ, đúng không? Thì có lẽ là mấy cái nghị định hiện tại thì phải xem xét sớm để có thể ra được về fintech chẳng hạn. Một cái điểm nữa tôi nghĩ quan trọng là chúng ta cũng không có cái luật hay quy định về cái chuyện chia sẻ thông tin cá nhân hay thông tin doanh nghiệp nói chung giữa cơ quan nhà nước, regulator và các cơ quan quản lý thôi, cho các cái chủ thể khác, stakeholder khác. Mà cái này trước đây chúng tôi làm một cái
phân tích pháp lý về khoảng trống pháp lý để triển khai cái hệ thống hải quan một cửa trong ASEAN ấy, nó gọi là Legal Gap Analysis for Implementation of ASEAN Single Window Project năm 2012 cho USAID và Tổng cục Hải quan ấy, để nó triển khai cái hệ thống gọi là khai báo hải quan một cửa trong ASEAN thôi. Thì nó đặt vấn đề, một trong những vấn đề quan trọng nhất là thế nào để chia sẻ dữ liệu qua biên giới. Ví dụ một doanh nghiệp người ta cung cấp cho cơ quan thuế, hải quan, rồi hải quan lại gửi sang bên Myanmar hay là Singapore. Thế thì thông tin nào được gửi đi, xử lý thế nào, ví dụ như vậy. Thì hiện tại chúng ta không có cái quy định này. Trước đây 2007 có một cái nghị định 64 rất là cũ là về dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, quy định rất là hạn chế. Vừa rồi 2017 thì có một nghị định hình như là 43 về cái việc mà cung cấp thông tin trên mấy cái cổng thông tin về dịch vụ công, nhưng mà nó không có toàn diện. Tức là cái việc chia sẻ giữa ví dụ như cơ quan thuế lấy thông tin của doanh nghiệp rất là nhiều. Thế và ông chia sẻ cho các cái đối tượng khác, cơ quan nhà nước là một. Chưa nói là cái chuyện nếu mà có court order, có lệnh của cơ quan công an hay là chính phủ yêu cầu phải cung cấp thì không nói. Nhưng mà ông lỡ chia sẻ cho cơ quan khác, cơ quan đầu tư, rồi chia sẻ cho mấy công ty dữ liệu. Thì nếu mà có cái data breach vi phạm về dữ liệu hay là privacy thì trách nhiệm ông ở đâu? Thì cái đó hoàn toàn không có. Một cái điểm quan trọng nữa đối với thị trường đó, chúng ta cần phải có nhiều market player hơn. Nói thẳng là như vậy. Thế thì về Private Credit Bureau đó, thì chúng ta mới có BCP thôi. Mà có lẽ là hoạt động cũng hạn chế, thì tôi nghĩ là sắp tới có lẽ là cũng sẽ có một số công ty tư nhân người ta cũng sẽ nhảy vào mảng này. Tôi cũng không nắm rõ lắm về mặt định hướng của ngân hàng nhà nước, nhưng mà chúng ta có luật rồi thì có thể sẽ có nhiều hơn. Và sẽ phát triển cái phần thứ ba như là Midline nói là third party data analytics firm chẳng hạn, hoặc là alternative data service provider, thì cái đó là chúng ta, nhưng mà ở từng mảng có lẽ là chúng ta sẽ phải có các cái quy định để người ta hoạt động một cách rõ ràng hơn. Một cái điểm nữa trong cái dự án mà chúng tôi giả soát giữa ngân hàng thương mại với lại một công ty công nghệ á, là cái EKYC platform chung. Mà nếu mà các công ty dữ liệu người ta đã làm rồi á, thực ra hiện việc, mặc dù nó không có luật rõ ràng nhé, cái EKYC hiện tại á, thì đương nhiên là ngành ngân hàng có quy định rồi và các ngân hàng được phép làm cái EKYC. Nhưng mà về luật ngân hàng á, thì ngân hàng phải là chủ thể đứng ra làm và chịu trách nhiệm làm. Thế còn ông thuê cái ông data analytics nào là việc của ông, nhưng mà cái kết quả của ông không được công nhận ngay, mà ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Thì cũng như Mr. Lai nêu là chúng ta sẽ phải có một cái quy định như thế nào đó để có thể thừa nhận luôn cái KYC platform đã có kết quả KYC rồi thì ngân hàng khỏi làm, hoặc là ngân hàng lấy cái khúc đó là 80% của KYC rồi, ngân hàng chỉ ra soát một tí là xong. Do hiện tại nó không có cơ chế để công nhận, mặc dù trên thị trường nó có rất nhiều cái doanh nghiệp người ta cung cấp các cái dịch vụ để làm eKYC rất nhiều trong ngành fintech, ngành bảo hiểm, ngành tài chính tiêu dùng, ví dụ như vậy. Cuối cùng thì nó cũng hơi vĩ mô, cái này thì Dr. Thảo Nguyễn có nêu, thực ra Việt Nam thì đang theo hai cái hướng, tức là có tham khảo các cái thể chế và khuôn khổ quốc tế, ví dụ như GDPR, hoặc là cái khung về bảo hộ dữ liệu cá nhân trong ASEAN và các quy định riêng của Việt Nam. Đó, nhưng một cái điểm nữa là tôi nghĩ quan trọng á, là cần phải thúc đẩy là cái cơ chế tự điều tiết trong ngành và các cái chuẩn mực trong ngành, hoặc là các cái hợp đồng mẫu hay là các cái service level agreement chẳng hạn. Thì cái đó để nó tăng cái khả năng tự điều tiết của thị trường. Và bởi vì trong cái dự thảo bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện tại thì chính phủ đang tiếp cận theo cái hướng, tức là nếu mà chuyển thông tin cá nhân qua biên giới thì phải xin phép với lại cục bảo vệ dữ liệu, ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc cục phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an, thì bản chất nó không phải là một cơ quan độc lập về dữ liệu, thì đấy là một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Nhưng mà có thể đấy là giai đoạn một, nhưng mà về sau này chúng ta cũng sẽ phải đổi theo cái hướng này. Thực ra đấy cũng là cái cách giống như cách mà chúng ta đang đặt cái cục quản lý cạnh tranh và quản lý người tiêu dùng ở dưới Bộ Công Thương, cũng là một cái mô đờn mà nó không tạo ra sự độc lập. Nhưng mà chúng ta cũng phải tạm thời chúng ta adopt một cái dạng semi như vậy. Nhưng mà tôi hy vọng về dài hạn ấy, thì giống như Singapore chẳng hạn, thì người ta đi theo một cái hướng khác. Có lẽ là cái năng lực kỹ thuật rồi
các tiêu chuẩn của ngành người ta tốt hơn thì người ta để cho thị trường hoặc là các hiệp hội liên quan về công nghệ thông tin hay dữ liệu người ta điều tiết. Thì đấy là cái phần của tôi về pháp lý, hy vọng là nó không có boring lắm. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin cảm ơn luật sư Đức. Nghĩ là rất rất nhiều thông tin bổ ích để những nhà cung cấp dịch vụ chúng ta có thể soi vào. Và tôi nghĩ là sẽ mở ra khá nhiều vấn đề để tí cái phiên thảo luận chúng ta thảo luận sâu hơn. Sau đây thì có một cái một speaker rất là đặc biệt là ông Rajat Jain, phó chủ tịch của DataSense Finbox, tham gia qua online. Hello everyone. A very good afternoon to all of you. I hope you can all hear me. So yeah, it was actually great listening to all of you. It is very encouraging to see the data platform focus that we have currently in Vietnam. And, I would like to proceed on similar lines and talk about, you know, how the alternative data can actually drive financial inclusion within Southeast Asia. So, of course, really proud to introduce the Finbox data platform to all of you. The Finbox data platform essentially serves all the alternative data to help the lenders make real-time underwriting decisions when in the space of digital lending. So for any digital lender, it is imperative to have real-time decisioning within a couple of minutes when a person applies. And that is what the Finbox data platform enables the lenders to do. So of course, we will first talk about the digital credit landscape as it exists in Southeastern market. And then we will move on to how Finbox actually bridges that gap. So yeah, as we have heard, most of the digital applications comes from existing to credit or bureau-rated customers, but 30% of the applications that are received for loans actually come from new to credit customers. And these new to credit customers, if we look at them on an average, their risk is comparable to existing to credit segment. However, because there is a lack of customer profiling, we don't know who the new to credit customer is because no credit information exists for him. We are not able to profile him and we are not able to take an educated guess whether to approve them or not. Because of this, the approvals for new to credit customers is quite low when it comes to existing to credit. There are some lenders who would, eventually approve new to credit customers using alternate data sources that actually exist in the market. However, the alternate data sources are sparse. Sometimes you will get a hit rate. Sometimes you will not get a hit for an NTC customer formed from the same alternate data partner. And this actually makes it very challenging for the lenders to formulate a underwriting strategy which would give you good approval rate and include the new to credit customers in the credit landscape. So this is how Finbox actually was ideated. We were ideated with an aim to serve the unscored NTC customers so that we can profile them. We can give lenders a score, a credit profile of sort to the lenders so that they can make an educated, intelligent underwriting strategy. And inclusion, that became the center focus of our company as we built the Finbox data platform. Finbox data platform in itself, in India, it is one of the key platforms to enable NTC lending and inclusion lending and has been used by various lender partners. The best thing about, the platform would be that any NTC customer who were to come through the Finbox data platform would always have a credit profile associated with him in 98% of the cases.
Also, using this platform and through our engagement with 80 plus lender partners, we are currently assisting disbursements of $200 million every month to the NTC customers. And that has been, you know, one of the major breakthroughs that we have been able to do. And we really pride ourselves upon the fact that we were, to an extent, able to achieve the goal that we, you know, set out to do. So how do we actually do this, right? So what alternate data do we have and how do we power this inclusion? One of the key product that I'm going to talk about is Device Connect. Device Connect actually is a simple SDK or a library of sort that gets embedded into the lender's application. It scraps the anonymized data, transactional data, and non-PII data from the device and transfers it to the Finbox platform, where the profiling of the customer is done. All of the data that is collected, anonymized data, of course, through the consent of customers, whatever is collected, it gets amalgamated into a credit score. It gives you the accounts information, the bank accounts, the affordability, the income, and the expenses of the customer. And apart from this, it also gives you a various underwriting behavioral predictors that might be used for various other use cases. Through all of this information, what we have actually been able to achieve and is that most of our customers who have been using Device Connect, they are able to include 45% of the NTC segment in their sales funnel. They have been able to reduce fraud because of device matching and organized fraud concentrations. So through this device data, we are able to somehow recognize the patterns of fraud, the fraud inclinations, and we do warn the lenders about that. Then we have much lower drop-off in through the sales funnel because this information from Device Connect is available very easily and it does not require a lot of effort from the consumer's end to actually get the data. He just needs to provide a consent and it is there. And lastly, through all of this, we have been able to serve the credit scores to the lenders, which have helped them reduce their risk by 35% because it does not only serve the NTC customers, but even to the bureau rated customers, it does provide additional uplift on the existing scores. And of course, collections also is powered through it. I'm going to talk about how all of these features actually get to us and what all kind of profiling do we do. We generally, through the Device Connect data, are able to build a customer 360 degree profile, which includes monetary segmentation, is income, expenses, affordability, behavioral segmentation based on applications and SMS, what kind of, you know, digital footprint he has, what kind of applications a person has downloaded, how credit hungry is he, what kind of, you know, applications has he already applied today. So real-time behavioral data, payment regularities of, you know, not just the loans, but also the bills that do not make it to the bureaus or the credit rating agencies. Because these bills are utility bills and we actually are able to capture them through the data from device. Apart from that, of course, we have overdue, which are recently, which were recently seen, which will make it to the bureau after a certain point in time, let's say after a month or so, because of the lag of information. We also, through the data, are able to again see the inclination of an individual towards fraud. If we see a person taking a lot of applications, a lot of loan approvals from different lenders, and again, we see that there a person is applying with different names from different applications using the same device, then we are able to again flag that person as a fraud. All of this data again comes together to build a Finbox inclusion score,
the FIS score, as we call it, to actually give the lender the final say in yes and go, yes and no decision for approval. So a little more facts about the Finbox inclusion score. The FIS score has been trained on the largest NTC customer base in India and has been benchmarked to perform twice better than the credit bureau scores, even on existing to credit customers. The reason for that is that the bureau scores traditionally are designed for, were designed for offline lending as well as online lending. However, the FIS score has been designed particularly specific to digital lending landscape, and hence it performs much better than the bureau scores generally. We have seen, of course, a Gini of 34 in Indian market, and the similar score that we have created for Vietnam market, we have experimented to be more than 44% Gini in Vietnam market. Finally, as I've been speaking about how the data helps to profile customers better and the Finbox inclusion score and how does it work in conjunction with Bureau to actually profile the customers better, I'd like to share, a testimonial by one of our clients that we have served back here in India, Home Credit. And we would like to, show how it has helped them do business and manage inclusion. Hi, my name is Marcin. I'm from Poland. I joined Home Credit India in 2016 as Chief Risk Officer. Hi, my name is Andrei Kokola, and I'm heading the Big Data and Underwriting teams here in India. Home Credit India is part of Home Credit Group, operating on three continents, in 10 countries, offering simple, transparent, and accessible loans to mass population. We are present in 180 cities, and our distribution network is reaching 30,000 of the points. This enabled us to serve more than 1 crore of customers till now, and majority of that customer is new to credit, but still we are able to achieve one of the best approval rates in the industry. Leveraging external big data partnerships allows us to get extra insights about customer, assess customers' credit worthiness better, and to make better decisions. We are looking for a partner who understands credit risk and at the same time is equipped with awesome big data technology. So we found Finbox as the best partner available on the market. Finbox technology, as a part of my mobile application, gives me access to additional data points about financial, about spendings, about income, about financial transactions, about basically financial life of the customer. So I know much more and much better about the customer, and I can make better decisions. Finbox product analyzes unstructured big data from multiple alternative sources. It enriches it and creates a credit profile of our customers in real time. The credit risk model and the full suite of technology that the Finbox offers to us is enabling HCIN to serve much wider range of customers, which without this support won't be able the implementation of Finbox technology was really smooth, and as of today, Home Credit uses this technology across all product types that we offer to our customers. And that's why I'm looking forward to further cooperation with Finbox and getting additional services and additional products from the partner. So, I think this was one of our partners, and we have been talking and in partnership with other lenders to actually empower their portfolios as well. And, lastly, as I said, we have been motivated by the inclusion, and that has been our continuous focus. So apart from Device Connect, we have built other products that would enable easy access to the borrowers who are currently underserved and for the lenders who are willing to serve them. So, I'm going to talk briefly about,
know, three such products and the use cases they drive, and then conclude. So embedded finance, for example, is a technical infrastructure which would enable lending on any platform which is client facing. So any lender who is willing to lend on any client facing apps, the integration between them is made easy through embedded finance, and the lending can be enabled on any app within a couple of days or weeks, depending on the partner's technology speed. Then we have Bank Connect, which is again the bank statement analyzer, which profiles the customer based on the bank documents uploaded. Also, there is functionality that person doesn't need to actually upload the bank statement, but there could be connections with the banks, which would make this statement analyzer much more robust and without much issues to the customer of upload, you know, of going through the journey of uploading it. Finally, we have Collectex, which is a portfolio monitoring tool, which helps to build targeted collection strategies and campaigns so that the lenders are always known, are always knowing that, okay, this person is in financial stress right now, and which people are currently able to pay much more easily. So hence, all of these products in some form or manner try to make the life of the consumer and the lender easier so as to enable a credit platform which is easy, accessible, and inclusive. Yeah, so again, like we'll conclude here. Thank you for listening to us and making us part of this journey where we are, you know, talking about data and analytics platform and making it, you know, a big thing in Vietnam and Southeast Asia market. Thank you, all of you. We'll take the questions later, sure. Cảm ơn ông Rajat Jain. Thì thưa quý vị, thì vừa rồi là 8 là 7 cái bài present trong cái phiên chiều ngày hôm nay, thì sau đây xin mời 7 speaker lên panel để chúng ta sẽ có cái phiên thảo luận và Q&A với cả quý vị trong khán phòng. Chúng ta có khoảng nửa tiếng để Q&A, tôi nghĩ khá là nhiều nội dung, thì cố gắng làm nhanh. Xin mời quý vị. Vì thời gian có hạn cho nên là tôi nghĩ là sẽ ưu tiên câu hỏi của các quý vị tham dự cái buổi hôm nay. Không biết là có quý vị nào có câu hỏi không ạ? Nếu chưa có thì tôi xin phép khởi động bằng một câu hỏi cho ông Tuấn đến từ CC. Tôi nghĩ vừa rồi cái bài trình bày của Finbox thì nó khẳng định một cái sự tự tin cho các công ty fintech nói riêng và các công ty công nghệ nói chung ở Việt Nam về câu chuyện là sử dụng cái nguồn dữ liệu thay thế so với nguồn dữ liệu truyền thống trong việc kinh doanh và cung cấp và sản phẩm dịch vụ đến các cái tổ chức ứng dụng người dùng cuối, và qua đó góp phần vào câu chuyện là tài chính toàn diện tại Việt Nam. Đấy, thì xin hỏi ông Tuấn từ CC, thì theo ông thì có một cái cơ hội nào cho các công ty làm giải pháp cung cấp thông tin tín dụng dựa trên các nguồn dữ liệu thay thế cũng như là sự kết hợp giữa truyền thống như CSC, PBC với các cái công ty này không ở tại Việt Nam? Tôi nghĩ là như cái bài trình bày tôi đã nói ấy, thì hiện nay thì cái cơ sở dữ liệu của CSC, khi mà các tổ chức dụng tra cứu để phục vụ cho cái việc đánh giá tín dụng ấy, thì cái tỷ lệ hit rate nó chỉ đạt khoảng 85%, và tức là đấy là những cái trường hợp mà các tổ chức dụng tra cứu, thì chúng ta thể thấy là 15% khách hàng là không hề có lịch sử tín dụng ở trong cơ sở dữ liệu CC. Đấy, nên là tôi nghĩ là cái việc phát triển các cái công ty dữ liệu
và thu thập các cái dữ liệu thay thế để phục vụ cho các ngân hàng, đấy là cái xu hướng tất yếu rồi. Và cái việc kết hợp giữa CAC và các cái doanh nghiệp này thì tôi nghĩ là hoàn toàn cũng có thể xảy ra. Bởi bản thân CAC một mặt là chúng tôi hiện nay cũng đang mở rộng các cái nguồn dữ liệu thay thế, nhưng mà tất nhiên thì cái thị trường nó rất là rộng lớn, và cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp mà có thể thu thập các cái mảng dữ liệu khác nhau thì cũng rất là rộng mở cho các cái doanh nghiệp. Chúng tôi thì mở rộng cái dữ liệu thay thế nhưng nó cũng toàn là chủ yếu là những cái thông tin mang cái tính chất như tín dụng. Đó, bởi vì là cũng phải gắn với những cái form mẫu, tức là những cái mang tính chất như tín dụng thì nó mới phù hợp với cái cơ sở dữ liệu CC. Và bên cạnh đó thì CC chúng tôi cũng kết hợp với một số những cái cơ sở dữ liệu, đang cố gắng kết nối với một số cơ sở dữ liệu quốc gia mà các cái doanh nghiệp dữ liệu ngoài chúng ta cũng chưa thể tiếp cận được. Đó, bởi vì là CC dù sao nó cũng là một cái đơn vị của nhà nước thì cái việc mà thu thập hay là kết nối thông tin với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia khác thì nó cũng thuận tiện hơn. Ví dụ như là bảo hiểm xã hội chẳng hạn. Thì chúng tôi cũng đang có cái kế hoạch để kết nối và tất nhiên là cũng phải tuân thủ theo những cái quy định của pháp luật về chia sẻ dữ liệu, chia sẻ thông tin. Đấy. Cậu ông Tuấn, thì như ông Tuấn nói thì tôi nghĩ là cái cơ hội để mở rộng cái giải pháp truyền thống như CC là rất là nhiều, đặc biệt cho những công ty mới. Nhưng lại trao đổi qua với ông Tuấn ý, thì khi kết hợp thì tôi thấy sẽ có một cái vướng mắc là nếu lấy thông tin từ CAC ý, thì là không cần consent của khách hàng, cái đấy bắt buộc luôn rồi đấy. Thế nhưng mà nếu mà từ công ty khác mà những cái nguồn dữ liệu khác ý, thì khi cung cấp dịch vụ chắc chắn là phải lấy được consent của khách hàng, về câu chuyện là khách hàng chấp nhận cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để cung cấp, ví dụ là điểm score chẳng hạn. Đấy, thì theo các diễn giả ở đây thì cái câu chuyện nếu mà kết hợp giữa CC và các công ty khác mà dùng nguồn dữ liệu khác thì xử lý cái câu chuyện consent này như nào thì cho nó hợp lý. Đấy, tôi nói lại CC thì không cần, nếu lấy score từ CC thì không cần consent. Đấy, nhưng nếu dùng giải pháp của bên thứ ba kết hợp vào thì cái giải pháp kia phải dùng consent, thì khi này mình kết hợp hai giải pháp này như thế nào? Tôi nghĩ là CC là không cần consent đối với cái khu vực mà các cái tổ chức ứng dụng. Bởi vì các tổ chức ứng dụng này là hoạt động theo luật các tổ chức ứng dụng thì đã có những cái quy định rất là rõ ràng trong nội bộ ngành ngân hàng rồi. Và nếu mà kết hợp dữ liệu giữa CC với các cái công ty dữ liệu khác ấy, nếu CC đứng ra làm cái đơn vị để lấy cái dữ liệu của các cái đơn vị khác mà cung cấp thông tin ấy, thì CC cũng vẫn phải tuân thủ theo, vẫn phải cần cái consent của khách hàng để được phép cung cấp những cái thông tin đó. Còn cái việc mà CC cung cấp dữ liệu cho các cái công ty cung cấp dữ liệu ấy, thì cái việc này thì tôi nghĩ hiện tại thì quy định của ngân hàng nước thì chưa cho phép cái việc đó. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái gợi mở là nếu CC cũng được quyền cung cấp các cái thông tin về khách hàng nếu mà có cái sự đồng ý của khách hàng, thì tôi nghĩ là khi mà các cái công ty dữ liệu ở bên ngoài nếu mà khi cung cấp cái dịch vụ cho các cái tổ chức ứng dụng ấy, thì đương nhiên là khi đó thì các tổ chức ứng dụng phải cần thiết phải có được cái sự đồng ý khách hàng khi người ta đến là tiếp cận dịch vụ. Đấy, đó cái điều cần thiết. Thì rõ ràng là nếu mà có cái sự đồng ý đó thì chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp thông qua cái công ty trung gian đó, bởi vì chúng ta lấy được cái consent của khách hàng trước khi mà tra cứu tin từ CC mà. Can I just supplement what you said? So let me just explain on top of what Mr. Twain has said so that you understand more what he implies. So under the credit reporting framework, please remember that only the members of the credit reporting system, means only the member of CIC or member of PCB, can use the credit reporting service. Other organization cannot use. So it is not a matter of consent or not consent. Credit reporting always has a consent, either for submitting data or for searching data. In some countries, occasionally,
the regulator will give you a collective consent by law. It means that if you use financial services like lending, automatically the law says that your data will be submitted. It's a collective consent, but there's always a consent. So this is one thing. So this is why outside credit reporting system, there are always other users of data, other sources of data. You need another type of data aggregator, like Kalapa or FinGroup or other players that are in parallel to credit bureau and under a different and lighter, much lighter governance system. So this is the concept. And the second thing we need to say is that consent is not the only basis for data collection, or in general, we say data processing, which means data collection, merging, cleaning, processing, sharing, storing, deleting, whatever. So that's not the only basis. And depending on the law of the country, the GDPR, I think, has 6 or 7 bases for data processing. Data subject consent is only one of the bases. And in some countries' law, and there are more than 10 of them. In US, there is a new unified personal data protection law, which is not yet been enacted. So you will see there is a list of bases for data processing. So for example, if I'm your employer and your boss, right? You want to work for me. Of course, I collect data on you. Do I need your consent? So normally no, because by definition, I had to have your data. If I live in a hotel, I check in the hotel, by definition, they will collect my data. So collection of data is not necessarily had to be based on consent. And the third point is that in the economy, there are different types of players. When we say data analytics companies, analytics is from data. So we mean the data aggregator, data broker. And this is different than the other type of players, which is also very valuable, very important. And if my understanding is correct, Mr. Raja Jain's company is doing that. So if my understanding is correct, please correct me if I'm wrong. It's like, so you have a lender that has an APP. You provide a solution like application to be embedded in the APP. The APP will then collect data on the borrower's mobile device itself. And then you will crunch this data and do some analytics, some display of data or whatever. So there is no data movement per se, right? So that's very different than the data aggregator. So this is something in the APP of the lender, which is also, of course, is also important. And that's one way to do it. But again, that's only the data that is on the customer's device. Data aggregator is different. Data aggregator is just like credit bureau, exactly the same, but under different governance framework with a different type of data. Why we need credit bureau is because there are so many banks, so many lenders. If no credit bureau, then each lender will go out like crazy to ask for information on Mr. Viet, and they will never get the complete aggregated information, and they will never have accurate information. But if all the lenders agree that, okay, we are 100 brothers, we are bounded by a code, which will be called credit reporting regulation. We all agree, we give it to Mr. Twine, our data based on the approved format, free to Mr. Twine. No money, free, voluntarily to Mr. Twine, under the certain code of conduct, which means the regulation. And then Mr. Twine will merge it, clean it, process it, and then redistribute it to these 100 brothers only. So this is a credit reporting. Data company more or less similar because they are doing aggregating, merging, cleaning, so that you guys do not need to do it one by one, which is more costly and you will never get the complete one. So that's the concept behind. Cảm ơn ông Lai vì đã làm rõ theo thông tin thú vị nhưng cũng cực kỳ là phức tạp. Cũng liên quan đến câu chuyện phức tạp này thì lúc nãy chúng ta có một số nhận định từ ông Murasa Pidawusi cũng như ông Đức từ Indochina
là việc quản lý dữ liệu cá nhân hiện tại tại Việt Nam thì tuân theo khá nhiều các luật khác nhau, nhiều cơ quan ban hành không có luật chung về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân mà giải rác bộ luật khác nhau. Đấy, rồi câu chuyện là chuyển đổi số, chúng ta đang nói về câu chuyện 4.0, thế nhưng mà chuyển đổi số thì nằm nhiều bộ ngành khác nhau, và xa hơn là câu chuyện là sau đấy thì dữ liệu thì sẽ được kết hợp nhau nhau, chắc chắn là có. Thì câu hỏi này dành cho ông Lai, cũng cho ông Lai, thì theo ông thì với cái nhận định như thế thì kinh nghiệm của ông giải pháp cho cái câu chuyện phức tạp này là gì cho tương lai nếu mà muốn thúc đẩy cái ngành phân tích dữ liệu này ở Việt Nam? Thank you. Probably I will ask Mr. Duke first before I come in, because he says something, but I want to confirm whether or not my understanding is correct. So under the draft regulation on sandbox, you say that there is a possibility to get a sandbox permission for data analytics company, right? So actually, a certain type of data analytics firm can be on the list. Uh-huh. Like credit scoring and electronic identification or digital, like face recognition, QR, like for identification. And then I will read. Not old. Yeah. But data analytic industry is broad, right? Yeah. So okay, that's what I mean. Yeah. For some, for the financial the sector, that sounds like similar to Indonesia. So then I will read down further. Normally, sandbox, it means it's a temporary, it's a pilot, right? It's a... Well, I think maximum around 5 years or something, and the government will have a formal regulation to regulate that type of segment or industry. Yeah, hopefully. So, for example, now, we have another topic which we discussed here in the, I think, the next room there, 1 month ago, is about the development of non-deposit taking lenders, NDTL, non-deposit taking lenders in Vietnam, which is, this industry does not really exist. So that's why so many lenders cannot really do their business. So they are trying to hiding under the sandbox. So they don't have lending license, but they can do the lending if they are under the sandbox. Then the question is, sandbox is supposed to be temporary. How do you exit from it? So if you don't give the license on NDTL. Similarly for data companies, okay, I can get a sandbox permission temporarily, but after a few years, how do I exit? Unless you allow me to survive. Otherwise, then what's the point of a sandbox? So these more questions to you. We work for a lot of technology company that is really rich. They need to make assessment because after like a 5 year, maybe it's not any formal system in play. It's a problem. But normally approach in Vietnam is that we will go something new by pilot scheme, and then the government will have a regulation regulating that formally. Yes. Same like ride hailing, like Grab, Uber, or yeah. Yeah, that's the point. And that's what we think is to happen. So you don't have lending license today, but you can be under the sandbox. Another aspect in Vietnam is that for any sandbox or pilot, at least the government or prime minister, they will have a directive or master plan to assign this ministry to work on pilot. And they have a long-term master plan that from pilot to formal regulation. But it's not, yeah, we have a roadmap for that. So hopefully the data companies can be in the sandbox. And then when they exit, then they will like become formalized. Formalized does not necessarily mean a license. It could be just a filing requirement with the regulator. And the regulator will give you a piece of paper saying that, okay, your company have filed with me, and this is the name, this is the legal representative, and this is the address, something like that. Then it's fine. So hopefully that will happen.
we can have a very clear example for e-commerce activity. Many years ago, a lot of type company like e-commerce trading floor, like even e-commerce website, sale website, all have to subject to approval. But now I think majority are just notification or registration only. Only I think e-commerce trading floor, like Lazada, Shopee, subject to certain type of approval, something like that. Yeah, and that's great to hear that. So I think if we collectively like the advocating for it, and then do the job well, and players do the job well under the sandbox, I think the formalized thing will happen. Yeah, and thank you. Cảm ơn ông Lai. Vâng. Xin lỗi anh Việt, là ban tổ chức vừa nhận được một câu hỏi ở trên hệ thống của các thành viên tham dự trên mạng ạ. Thì có câu hỏi cho anh Tuấn ở bên CAC như sau. CAC trong thời gian sắp tới thì CAC có định hướng phát triển các công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro, ví dụ như KYC cho khách hàng, hoặc trong trường hợp có chứng minh thư thay đổi, hoặc là chấm điểm tín dụng dựa trên lịch sử tín dụng của khách hàng, hoặc là quản trị danh mục khách hàng hay không? Hiện nay thì CAC cũng đã có cái kế hoạch phát triển cái hệ thống sản phẩm dịch vụ bên cạnh các cái sản phẩm truyền thống là các cái báo cáo tín dụng ấy, thì CAC cũng dự kiến trong những cái năm tới sẽ phát triển một số những cái dịch vụ khác, ví dụ như là phát triển các cái mô hình chấm điểm tín dụng hay là xếp hạng tín dụng để hỗ trợ cho các cái tổ chức tín dụng. Thế còn đối với những cái dịch vụ về KYC ấy, thực ra cái về KYC này nó cũng hiện nay thì ngân hàng nước thì có cái đơn vị đầu mối về phát triển các cái khuôn khổ pháp lý cho cái KYC và công vụ thanh toán của ngân hàng nhà nước. Còn về phía CAC ấy, thì chúng tôi là một đơn vị về dữ liệu thì tất nhiên là cũng rất muốn là làm được một cái, nhiều tổ chức dụng cũng bày tỏ cái đề nghị là muốn chúng tôi làm một cái, đứng ra làm một cái trung gian để làm thực hiện cái KYC, đặc biệt là eKYC để cho giúp các tổ chức dụng ví dụ như là mở tài khoản hay là cung cấp các cái dịch vụ tài chính cho khách hàng ấy, kết nối để kết nối với cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cái khó nhất ấy. Thì chúng tôi cũng rất là cố gắng, nhưng mà thực ra thì cái này cũng đang còn vướng rất nhiều thứ, phải nói là như vậy. Bởi vì là thực ra thì như tôi đã chia sẻ trước đấy, thì hiện nay ấy, Bộ Công an là đang xây dựng rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật, rồi những cái văn bản liên quan đến cái việc mà kết nối chia sẻ dữ liệu với cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Đấy, bản thân trong Bộ Công an người ta cũng thành lập ra một cái trung tâm ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, là một cái đơn vị sự nghiệp của thuộc cái trung tâm dữ liệu quốc gia dân cư. Đó, tức là cũng có cái để tạo nguồn thu ấy, như lúc các anh cũng có một số bài trình bày chia sẻ đấy, thì người ta quản lý dữ liệu và bây giờ người ta cũng cố gắng tạo cái nguồn thu. Và những cái quy định về những cái dịch vụ mà phục vụ cho KYC ấy, thì hiện nay cũng cung cấp một chút thông tin để chúng ta nắm được. Hiện nay là Bộ Công an mới làm được cái việc là thử nghiệm với một vài ngân hàng làm cái dịch vụ gọi là xác thực tại quầy. Đấy, thông qua một số cái thiết bị của Bộ Công an người ta cung cấp. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái việc mà xác thực qua mạng, thông qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư ấy, thì hiện nay là Bộ Công an đang phát triển. Và đang chờ cái nghị định về định danh và xác thực điện tử, cái dự thảo nghị định Bộ Công an đang xây dựng, thì Bộ Công an đang hướng tới là sẽ phát triển cái app VNEID mà chúng ta thường trước đấy hay khai báo về cái COVID ấy. VNEID sau này Bộ Công an mong muốn là kết nối giữa cái app VNEID với các cái app mobile banking của các tổ chức dụng đấy. Hoặc là Bộ Công an sau này sẽ cấp phép cho các cái doanh nghiệp mà cung cấp cái dịch vụ eKYC. Đấy, thì hiện nay là cũng đang có rất nhiều các cái hướng khác nhau mà hiện nay CC chưa thể đứng ra làm được một cái việc như vậy, thì cũng đang rất là chờ. Kể cả hiện nay Bộ Công an còn chưa ban hành được cái quy định về phí như thế nào trong cái việc mà xác thực thông tin từ cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.
Đấy, thì rất nhiều cái công việc liên quan mà hiện nay đấy, bản thân CC đang gặp một cái khó khăn như tôi đã chia sẻ. Bây giờ hiện nay khách hàng đến 60 triệu người là đã thay đổi về cái căn cước công dân, mà bây giờ chúng ta không hề có một cái nguồn thông tin nào để mà có thể ép nối khách hàng được. Mà theo cái quy định của luật về căn cước công dân đấy, thì Bộ Công an không thể cung cấp cái dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dân cư, cung cấp dữ liệu ấy cho các cái đơn vị khác, nó rất là khó. Mà chúng ta phải chấp nhận là lấy cái dịch vụ xác thực là người ta chỉ trả về cái là đúng sai hoặc là yes or no thôi. Tức là chúng ta phải có cả chứng minh nhân dân cũ và căn cước công dân mới để chúng ta đẩy cái API cho sang cho bên Bộ Công an để người ta trả về là đúng hay sai, có hay không. Đó. Chứ chúng ta không thể đẩy được một cái căn cước công dân mới mà chúng ta lấy được cái chứng minh nhân dân cũ. Đấy là một cái rất là khó khăn cho cái hoạt động của các ngân hàng hiện nay, và thực tế là CC cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Và chúng tôi cũng nên là cái việc mà CC đứng ra làm cái cổng chung cho tất cả các ngân hàng thì chúng tôi cũng rất mong muốn, nhưng mà hiện nay cũng chưa dám đặt cái mục tiêu mà làm được cái việc đấy. Ông Tuấn, tôi nghĩ là cái chuyện mà sau đây thực sự là Bộ Công an có thể cung cấp một cái dịch vụ EKYC chung cho toàn Việt Nam thì chắc chắn là sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực của thị trường cũng như các cái doanh nghiệp. Thế thì cũng liên quan đến câu chuyện EKYC, tôi nghĩ là cũng là một cái chủ đề hot. Thì lúc nãy anh Tâm ở True Money đúng không? Có một cái nỗi đau. Thì có hai thứ. Thứ nhất là anh muốn là chia sẻ về câu chuyện là fraud list như thế nào, thì không biết là các nhà làm luật và cung cấp giải pháp thì có giải pháp gì không, là một, cũng là một câu chuyện chia sẻ. Cái thứ hai là tôi cũng chia sẻ với anh, khi áp dụng EKYC thì để onboard được một khách hàng, nhìn vào cái tỷ lệ drop off ấy, thì rất là đau xót. Có thể là 10 ông lên thì chỉ được 6 ông thôi. Thì có thể là các speaker diễn giả ở đây cùng chia sẻ, đây là một câu hỏi chung, thì có thể chia sẻ cho bên True Money là mình làm sao để mình balance giữa câu chuyện là giữa tỷ lệ acquire được user thành công hay là giải ngân một khoản vay thành công thông qua EKYC với câu chuyện là chấp nhận rủi ro đến mức độ nào không. Thì tôi nghĩ đây nó sẽ có một cái tỷ lệ phù hợp nào đấy không? Có diễn giả nào không ạ? Với câu hỏi này thì thực ra tôi cũng muốn chia sẻ một số những cái từ góc độ là kinh nghiệm của FinGroup liên quan đến xử lý dữ liệu và phục vụ thị trường. Thực ra cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thứ nhất là nhu cầu của khách hàng và cái khả năng xử lý dữ liệu, cũng như là cái giải pháp, cũng như là cái service mà mình có thể cung cấp. Bởi vì cái giải khách hàng khác nhau thì cái nhu cầu khác nhau, cái mong muốn khác nhau, cái kỳ vọng khác nhau. Thế cho nên là ở góc độ mà với những cái data chúng ta đang có, và data thì phải nói thẳng ra là có nhiều data nó chuẩn nhưng có rất nhiều data cũng chưa được chuẩn. Thế trên cái nền tảng là data nó chưa chuẩn như thế, thế thì chúng ta có thể tự tin đến đâu với những kết quả cuối cùng? Thì chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng là với một cái data mà nó chưa chuẩn và có rất nhiều data là dưới chuẩn, thì cái kết quả cuối cùng nó cũng, cái độ chính xác của nó cũng ở mức độ vừa phải chứ không thể tuyệt đối. Thì đấy là cái mà thực tế chúng tôi thấy. Ví dụ như là bây giờ chúng ta chẳng hạn như là xử lý dữ liệu báo cáo tài chính. Thế mà dữ liệu báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam, mà doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà đôi khi chúng tôi gọi là doanh nghiệp bé và yếu, thì đôi khi còn hai sổ sách kế toán. Thế thì mức độ đáng tin cậy của những thông tin mà chúng tôi nhận được là như thế nào để chúng tôi xử lý cái dữ liệu đó, để ra được cái quyết định rồi tư vấn cho khách hàng. Thì đấy là những cái nó phụ thuộc rất nhiều vào cái nền tảng và cái độ xác thực cũng như độ chính xác và mức độ tin cậy của các thông tin đầu vào trong rất nhiều các cái parameter ở đầu vào. Thì các tham số ở đầu vào như vậy nó quyết định cái chất lượng của cái đầu ra, cũng như là chất lượng của cái dịch vụ mà khách hàng của chúng tôi nhận được. Cho nên là cái câu hỏi thì có lẽ nó cũng không có một cái câu hỏi gọi là tuyệt đối, có một câu trả lời tuyệt đối, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào, thứ nhất là chất lượng dữ liệu đầu vào, thứ hai kỳ vọng của khách hàng, thứ ba là cái robustness, cái quality của cái engine mà chúng ta sử dụng trong cái việc là xử lý cái dữ liệu đó để ra được kết quả cuối cùng như thế nào. Thì nó lại phụ thuộc vào cái trình độ, cái trải nghiệm, cái quality, cái nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ của mỗi một đơn vị cung cấp sự dịch vụ khác nhau,
mỗi một tôi tin rằng là ở đây cũng có bên True Money, thậm chí bên Viettel Digital các anh cũng có những cái quy trình nghiệp vụ nhất định. Thì mỗi cái quy trình nghiệp vụ đấy nó dựa trên những cái parameter đầu vào để ra được những kết quả đầu ra, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái bài toán của mỗi một nhà cung cấp dịch vụ đang xử lý. Tôi e rằng là không có một cái câu trả lời tuyệt đối cho cái câu hỏi này, nhưng ít nhất là tôi cũng chia sẻ được một vài cái trải nghiệm từ góc độ của chúng tôi ở FinGroup đã xử lý như thế nào cho để mọi người có những cái hình dung. Cảm ơn anh Hiệu đã đưa ra một cái tư vấn cho các đơn vị sử dụng data. Thì như anh có nói thì tôi hoàn toàn đồng ý là thật sự ra là cái việc mà đối với những khách hàng mà cung cấp đầy đủ data, mà data mình gọi là chất lượng, thì cái việc đó thì nó tùy thuộc theo cái mức độ gọi là risk appetite của từng đơn vị. Thì nếu mà mình chấp nhận xây dựng một cái sản phẩm mà mình gọi là high quality product dựa cho những khách hàng mà mình gọi là premium một tí ấy, thì chắc chắn là mình phải require là cái data nó phải rất là tốt và đầy đủ. Thì lúc đó chắc chắn là cái sản phẩm như anh tư vấn đầu ra nó sẽ được là một cái sản phẩm mà nó có một cái lãi suất tốt hơn hoặc là một cái dịch vụ tốt hơn. Thì tuy nhiên là hiện nay là mình luôn luôn nói câu chuyện financial inclusion, thì rất nhiều, đặc biệt là câu chuyện của bên Finbox cũng vậy, là vì các chất lượng dữ liệu hoặc là access to dữ liệu nó đang bị hạn chế bởi tất cả các institution khác nhau. Không phải ai cũng đều có một cái access giống nhau. Có những đơn vị có những lợi thế nhất định và sẽ có những cái tiếp cận với nguồn dữ liệu nhiều hơn và tốt hơn. Và có những đơn vị mới hoặc là nhỏ thì có thể là bị hạn chế. Tuy nhiên là tất cả các đơn vị đều có cái tham vọng và mong muốn là get in the game để có thể tham gia vào thị trường này. Thì đối với những chắc là nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của từng đơn vị để đưa ra cái quyết định về chiến lược sản phẩm mình nó phù hợp. Thì tương tự như anh tư vấn thì đối với True Money cũng vậy. Thì đối với cái vấn đề là khách hàng mass hiện nay, có thể chia sẻ anh là True Money không có access to CIC. Thì sao? Thì chắc chắn là nếu như vậy thì mình đang có thể là có những khách hàng bad CIC hoặc là no CIC. Thì đối với những trường hợp như vậy thì cái đối tượng khách hàng mình đang đánh là nó hơi lower mass một tí. Và vì nó lower mass nên chắc chắn là cái điều kiện thẩm định nó đơn giản hơn, nhưng ngược lại cái giá của nó phải cao hơn. Thì chắc là cái game này nó cũng khá là rõ ràng ở thị trường Việt Nam rồi. Tuy nhiên rằng là đơn vị nào có được cái balancing tốt nhất, tại vì khi mình đưa ra một cái dễ quá thì chắc chắn là cái khả năng tiếp cận khách hàng nó cũng khó hơn, và chất lượng khách hàng nó cũng tệ hơn, và cuối cùng ra là nó trở thành một portfolio mà nó không có được tối ưu trong lâu dài. Thì chắc là cũng chỉ add in bổ sung với anh Hiệu và đồng quan điểm là vậy. Cảm ơn anh. Vâng, cũng nhanh chóng hết nửa tiếng thảo luận rồi, không rõ là các quý vị rời khán phòng thì có câu hỏi nào mà chưa được giải đáp không? Vâng, mời anh. Cố vấn kỹ thuật Đường Minh Dung. Hello everyone. I do have a question that is about banks, because we have discussed a lot about alternative data, how to process it into credit scoring, and so on. But how ready are banks in Vietnam to use this alternative data and alternative scoring? So that's the first question. Then how ready are they to embrace digital technology? For example, to have a fully digital lending, like Dr. Tao explained when she made a mortgage for her house. And finally, this is related to open banking. So what is your take on the readiness of open banking in Vietnam, looking, for example, at the UK ecosystem? I don't know to whom my question should be directed, though. So maybe I'll take first couple of questions, right? How ready Vietnamese banks are? So
past data tells us credit growth for Vietnamese banks has been 15-20%. That's what the State Bank of Vietnam also gives as a target for, right? So when you look at past data and when you look at the capital of banks, even if you look at basically capital coverage, it's still amongst the lowest in Asia Pacific region. So basically the headroom for giving 2x loans is not possible for a lot of banks, right? That is number one. Number two is a lot of these mid-sized banks are actually growing at 30-40% through traditional means itself. So when you look at whether they really need to go out of the way to really hunt in the market for new credit opportunities, no, they're getting their business, but it is not enhancing the financial inclusion as much as it should, right? So still Vietnam is not all banks in Vietnam are Basel II compliant, where the world is moving to Basel III and IV now. And that's why their capital adequacy is also lower. So readiness, I think it has to be driven from the top. If you leave it to banks, I think they have their hands full as we speak now, especially talking about local banks. So the second thing that I have been hearing from banks is typically for a bank, if you look at the cost structure, the cost of compliance is actually quite high, right? So everybody is with SBV regulations and compliance to the regulation, a lot of effort and a lot of actually manpower and systems are towards compliance. There are few banks which are going digital and really getting into digital lending, but you talk about banking industry in general, I wouldn't say they see a pressing need for it at the moment. Maybe Mr. Lai, if you want to add on. I just one thing to add on. So in this morning, I say that in some countries, they have 90% of financial services that are already done purely digital. So less than 10% are done face-to-face physical in branches. In Vietnam, I've been looking around for this ratio. To be honest, I have not found it. So if anybody knows, then please let me know. But my guess is, of course, lower than 90%, but how low? I don't know. 40%, 30%, or no, I don't know. So banks tend to be conservative. Let's remember that. So it's normally the non-banks, like non-deposit taking lenders, third-party payment service providers, like True Money or Home Credit, those type of people are more innovative. They will do normally nearly 100% digital. So banks are normally very slow in catching up. But also let's remember that it's a chicken and egg situation, right? So if the supply of data and data analytics is not yet sufficient, then it's very difficult to do it 100% digital. I want to do 100% digital, but first you come forward, I cannot identify you, right? So then how do I do it? Then the first step cannot be going forward. So first is EID and the EKYC. EKYC is already possible, but the source of the data, if it is highly controlled, which I understand for national security reasons, and then that will be difficult to have the other steps. But having said that, I have just 2 points to add it on the discussion. But let me ask, so is our colleague calling online? Maybe he did not wake up. So you can still ask him. We have a colleague in Washington who tried to make some comment, but Washington is still the sleeping time. So if you wake up on time, maybe okay. So you can ask her, you can ask him. So the two things, number one is, when we are talking about all these things, that is a volume stressful, okay? So if I book a hotel in Thailand, obviously my data is transferred from Vietnam to China. Is that forbidden? No,
right? Because it's only one person's data. So I know there's one country which is trying to set up a cross-border data flow framework, which is good news. I mean, there have always been cross-border data flow. So, but now try to formalize it with a framework. The framework says that, okay, you need to do a self-assessment to find out the gap. You need to do a security review, and you need to use a standard contract, things like that. But this is not for everyone. This is for what? This is for if you have data subject of more than 1 million. Any data companies here has more than 1 million data subject? No. But if you deal with really sensitive data, then the threshold is a little bit lower. So there's a volume concept here, so let's remember. And then Professor Wing reminded me earlier, said, oh, under the new law in California, CPIA, is if your revenue, annual revenue is below $25 million, right? Then you don't need to bother those things. These are small business, small SME, don't bother about it. Only if you have substantial business, then you try to follow those rules. So let's remember is that not everyone may need to follow these rules. So this is an important concept. It's just like consent. I know normally everyone says consent, consent, consent. But consent is not the only basis for processing of data. It's only one of the range of bases. And so the other concept is very important is when we are talking about all these things, it's not necessarily raw data, particularly for financial services provider. Often you don't need to know the raw data. Do you want to know, okay, where we and live in the hotel and which hotel, how much is he paid, which room, which address, how many times he live in, how many times, okay. So how much money he pay and things like that. You may not need to know, right? You only need to know that, okay, Huyen travel 5 times a year and he always take business class. I'm just joking, it's not business class. And he always live in top style hotel and this kind of thing. Then you know that, oh, this lady may be a very good business woman. So he's doing real business. He's not somebody who is likely to commit fraud. If somebody borrow from you and you see that he never fly, never travel, never stay in good hotel, and he asks you for $200,000, then maybe he's not the right person to borrow that type of business loan because he may not be doing any real business, right? It's likely to be a flaw. Not necessarily negative, but you may need to ask more. So often it's this type of thing, more like profiling type of things for anti-flaw purpose, or to know this kind of borrower fixed in which category in your long list of category of the borrower. Each category will correspond to certain profile and correspond to their demands, their default rate and things like that. So let's do not think that everything needs to be real data, real transfer, raw data out to mini details. Not necessarily like that. So these are the 2 points. Then who did you see calling there? Okay, maybe. Chào các anh chị, em tên Thanh đến từ Antipartners. Em có một câu hỏi muốn dành cho anh Đức ạ. Với các quy định chung và tản mát của luật Việt Nam liên quan đến vấn đề dữ liệu cá nhân, thì theo anh với cái dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chính phủ sắp thông qua, thì liệu là cái việc mà ra đời của cái nghị định này có phần nào mà giúp được cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý dữ liệu bớt phần lo lắng trong quá trình mà họ hoạt động cung cấp cái dịch vụ liên quan của mình không ạ? Theo quan điểm của mình thì có lẽ là nó, tất nhiên mình nghĩ là cái việc mà nghị định được ban hành thì mình nghĩ là nó là tích cực cho các bên, cho cả doanh nghiệp và cho cả người dân cá nhân đấy. Nhưng mà có lẽ là đối với lại cá nhân ấy, các cái thông tin cá nhân ấy, thì có vẻ là tốt hơn. Còn đối với các cái doanh nghiệp cụ thể về bảo hộ dữ liệu ấy,
thì tất nhiên nó đưa ra các cái nguyên tắc và các cái nghĩa vụ quy định cụ thể. Thì các cái doanh nghiệp hoạt động trong ngành dữ liệu và phân tích dữ liệu thì nó sẽ rõ ràng hơn cái môi trường pháp lý để người ta có hoạt động. Nhưng mà nó không phải là một cái quy định chuyên ngành cho từng lĩnh vực để có thể kỳ vọng là nó cover hết. Nhưng mà chắc chắn mặc dù là nghị định nhưng mà nó sẽ đưa ra các cái nguyên tắc cơ bản, các cái quyền nghĩa vụ của chủ thể là dữ liệu, các cái bên liên quan về xử lý dữ liệu, rồi data broker, rồi cơ quan nhà nước, regulator, vân vân. Thì mình nghĩ thì cái đó là cái tích cực. Đương nhiên thì nó là cái văn bản thống nhất đầu tiên, cho nên là mình nghĩ là sau đó là có thể nó sẽ còn có những cái, tức là từ cái quy định chung như vậy thì các ngành khác ở từng ngành ấy, có lẽ người ta sẽ phải take it to account để sửa đổi các quy định liên quan, để các cái quy định về privacy hay là bảo vệ dữ liệu cá nhân nó nhất quán hơn. Thì đấy là về dài hạn. Bởi vì rõ ràng là cái quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân này ấy, thì ngoài những cái yêu cầu về tự thân của chính phủ và nhà lập pháp ở đây ấy, thì tôi nghĩ là phần nhiều cũng từ áp lực của các hiệp định thương mại tự do và các hiệp định bảo hộ đầu tư ở các cơ chế đa phương. Và chúng ta phải nâng các cái chuẩn đó lên. Và đấy là một cái yêu cầu về localize các cái quy định quốc tế trong cái luật nội địa. Thì trong quá trình mà chúng ta mở cửa phát triển, các bạn có thể nhìn thấy là kể từ khi chúng ta gia nhập WTO á, và các cái khu vực thương mại á, tự do và đầu tư á, thì Việt Nam cũng khá open, tức là chúng ta chấp nhận rất nhiều những cái quy định mà các cái nước phát triển hoặc là các cái tổ chức thương mại hoặc là đầu tư, thì cái đấy cũng là một cái xu hướng tốt. Thì quan điểm của mình là như vậy. Xin cảm ơn. Vâng, không biết là ban tổ chức còn thời gian cho panel không thì chắc là trong lúc chờ thì tại vì có hai cái câu hỏi mà dành cho anh Hiệu, nhưng thực ra là nó cũng không liên quan nhiều đến phần data và dữ liệu và phân tích dữ liệu lắm. Nhưng mà tôi cứ đọc qua. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất cho ông Hiệu là ngoài các dịch vụ dữ liệu thì FinGroup cũng cung cấp các nền tảng dữ liệu như FinPro. Ông có thể chia sẻ thêm về việc ứng dụng công nghệ vào tổng hợp phân tích và đưa ra các dữ liệu này lên nền tảng được không? Câu hỏi số 2 là nhà đầu tư cá nhân có xu hướng gia tăng mua và nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và hiện đang sở hữu gần 1/4 tổng lượng trái phiếu phát hành. Xu hướng này của nhà đầu tư cá nhân có tác động như thế nào tới thị trường, đặc biệt khi có khả năng phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro còn hạn chế? Thứ hai, câu hỏi này thì nó cũng không liên quan đến cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, nên tôi vẫn cứ đọc cho ông Hiệu thì... không thì... Thôi tôi lấy quyền moderator xin phép là hai câu hỏi này anh Hiệu về trả lời sau cho bạn thì có thể gửi mail. Thế còn ở vị trí moderator thì thực ra lúc nãy có câu hỏi liên quan đến chuyện là bank ở Việt Nam đã sẵn sàng để sử dụng cái nguồn dữ liệu thay thế chưa ấy, thì tôi thấy câu trả lời là chắc là tôi cảm thấy là nó chưa thỏa mãn lắm. Thì có thể là có đại diện ở Calapa hôm nay cũng tài trợ chương trình và cũng tham gia, thì tôi nghĩ là các anh có thể chia sẻ thêm không? Khi mà mình đi cung cấp dịch vụ cho bank. Thế còn về phía cá nhân tôi cũng đến một công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến dữ liệu cho bank ấy, thì tôi chia sẻ thêm là việc này liên quan đến câu chuyện là khẩu vị rủi ro của bank, và đặc biệt là họ bị hạn chế về mức độ rủi ro chỉ khoảng 2-3% thôi. Cho nên là khi mà chúng tôi cung cấp dịch vụ ở đây cụ thể là dựa trên dữ liệu của hành vi viễn thông thì tỷ lệ nợ xấu nó sẽ không duy trì ở cái ngưỡng đấy được, là một. Cái thứ hai là các FI thì họ sẵn sàng nhiều hơn và họ sẵn sàng là kinh doanh với cái mảng là tín chấp, trong khi như anh đến từ PwC cũng có chia sẻ thì cái mảng kinh doanh truyền thống của bank thì họ vẫn đang tăng trưởng rất là mạnh rồi. Thế cho nên là câu chuyện sẵn sàng của bank ấy, thì tôi nghĩ là nó còn hạn chế. Có thể là các anh bên Calapa có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này được không? Sorry anh, chắc anh lặp lại giùm em ạ.
Có khán giả hỏi về câu chuyện là tính sẵn sàng của banh ấy, khi mà sử dụng những cái dịch vụ sử dụng dữ liệu bên thứ ba phi truyền thống ấy, thì tôi biết là Calapa cũng là một trong công ty mà khai thác cái lĩnh vực này, thì anh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện tính sẵn sàng này. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Việt. Thì chia sẻ với vai trò là một công ty đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phòng chống giả mạo trên môi trường kỹ thuật số cũng như là chấm điểm tín dụng. Thì chia sẻ thực tế thì ở những năm đầu của Calapa đó, có nghĩa là khoảng 3 năm về trước đó, thì cái sự chấp nhận của các bank cũng như các định chế tài chính của Việt Nam thì nó khá là, họ không có open lắm về cái việc là chấp nhận một cái tiêu chuẩn, và nó có những cái dữ liệu về việc nó bao hàm những dữ liệu về phi tài chính để đánh giá cái độ tín nhiệm của một khách hàng dựa trên những dữ liệu của mình và dựa trên thuật toán. Và Calapa cũng đang đi, khi ban đầu á, thì Calapa vẫn focus vào việc phục vụ công ty tài chính và ngân hàng. Tuy nhiên rất là khó khăn cho giai đoạn đầu. Sau đó Calapa có được tích lũy được kinh nghiệm khi mà cung cấp những dịch vụ về phòng chống giả mạo cũng như là sử dụng những cái AI cũng như là thuật toán để phát hiện fraud trên cái thị trường gọi là risk cao nhất của thị trường. Thời điểm đó là thị trường như kiểu là những cái platform về buy now pay later hoặc là những platform mà mình tạm gọi nó là nên license đi. Thì qua một khoảng thời gian thì gần đây, trong khoảng 2 năm gần đây, sau cái dịch Covid, đặc biệt là sau dịch Covid, mình nhận thấy một cái xu hướng là tất cả các ngân hàng và định tài chính đang có xu hướng là chuyển đổi số. Và rất là cái việc đó, như là ngày trước thì các ngân hàng thường là nhìn nhau xem ông nào làm trước và cái bài học rút ra như thế nào. Và khi mà tất cả những cái công ty dẫn đầu thị trường lead market hiện tại như là một số bên như Techcombank, Tiên Phong hoặc là FI hoặc là thậm chí cả Home và HD Session đều đã đưa vào xu thế là chuyển đổi số. Và khi mà chuyển đổi số, nó sẽ có một bài toán đặt ra là cái trải nghiệm khách hàng phải là một cái ưu tiên. Có nghĩa là làm sao mà với ít thông tin nhất và cái giai đoạn mà onboarding của khách hàng nó phải được chân tru và mượt mà nhất. Mà ngân hàng hoặc là tế tài chính vẫn có một cái bức tranh toàn cảnh. Mình không nói nó là bức tranh để quyết định về cái việc là approve or reject. Mình đang nói về một bức tranh mà có thể re-approve được một khách hàng, nó có cái segment nó có phù hợp với sản phẩm hay không. Thì hiện tại nếu mà nói về cái đón nhận của các ngân hàng và định tế tài chính hiện tại ở Việt Nam á, thì mình có đánh giá là mặc dù nó chưa phải là một, đối với sản phẩm dịch vụ credit score đi hoặc là fraud score, thì trong các quy định về của SPV cũng như là những policy về việc cho vay á, thì chắc chắn nó không phải là một cái quyết định về việc cho vay. Tuy nhiên các ngân hàng đã tiếp nhận những cái sản phẩm về risk score cũng như là fraud score như là một cái lớp sàng lọc đầu tiên. Thứ nhất là việc là định hình cái segment khách hàng có phù hợp với sản phẩm của dịch vụ và của ngân hàng đó hay không. Bước tiếp theo á, là họ có thể sàng lọc được những cái tập khách hàng dựa trên những cái bức tranh mà các công ty như Calapa cung cấp cho họ để họ có thể approve được hoặc nhanh hơn hoặc là có thể refer được một sản phẩm phù hợp hơn với cái một khách hàng. Nói ví dụ như là một khách hàng mà có một cái điểm score ngày xưa thì thường là chỉ dựa trên những statement, bank statement thôi, hoặc là tính về cái nhu cầu cho vay hoặc là tính về thu nhập trung bình để ra quyết định, nhưng bây giờ sẽ dựa trên score, dựa trên giải score để refer một khách hàng. Ví dụ như là khách hàng đó có thể là một cái sản phẩm premium hơn, như một cái còn cái giải score thấp hơn thì có thể approve những cái món tính bột size nó nhỏ hơn, và sau đó sẽ dựa trên lịch sử trả nợ của khách hàng đó để mình có thể top up được hơn. Thì đó là cái đánh giá hiện tại của Calapa về thị trường, thì nó open hơn lúc khoảng 3 năm trước rất là nhiều và sẽ có sự tham gia và sự chấp nhận của rất nhiều ông lớn thị trường. Đó tín hiệu tốt. Vâng, cảm ơn đại diện Calapa. Kính thưa quý vị, thì cái phiên thảo luận đến đây là cũng vừa thời gian, thì sau đây xin nhường lại diễn đàn cho Mr. Lai có closing speech. Probably let's ask Raja in India has something to say. Yes. Okay, Raja. Yeah, like as I said,
As I said earlier, like it was great listening to, you know, the leaders here and get to know, you know, the focus on alternate data. And of course, you know, through the experience, we have seen a lot of similarities between the Indian market and the Vietnamese market, especially the kind of profiles that we get in digital lending. Of course, totally aligned with the fact that, you know, there needs to be like more focus on digital lending after COVID, and there has been, you know, a push towards it. But as we go more digital, we expose the credit industry to more fraud, to more NPA, to more risk. To counter that, we need, of course, exhaustive customer profiling. And I think all of the leaders here and the speakers, whatever we have talked about, it's towards that aim that how do we grow digitally without taking much more risk on the economy and the population and grow it responsibly and inclusively. So, you know, great to hear all of the thoughts. And again, I'll thank you all for the opportunity to actually be part of this Elite Talk. Thanks a lot, guys. Thank you. So, Huyen, do we have our colleague? No. Okay, so we do the closing now. Okay. So I would like to thank you again. I mean, just let's remember the big picture. So number one is we already had two very good credit bureaus in Vietnam. So as we say that if credit bureau data plus alternative data, whether it's credit data or non-credit data, it will make the world easier. It will be more powerful, more predictable. So this is number one. Number two is in the economy, there are always population, always MSMEs, which may not have credit bureau data. In those cases, then they had to rely on non-credit reporting, alternative data, and that's good for the country, good for the economy. And therefore, this is why we still need to develop a new industry, which is called data analytics industry, or in general, you could say they are data aggregator, data broker, or data companies, or whatever. And if this company actually serve financial institutions, I think they will be members of your organization, Mr. Viet, right? So we continue to need your support, and need your club's support, and to take care of them and to help to progress the industry. And of course, we always need the support of the authorities, need the support of the CIC and any other partners here. And thank you all for a very good discussion today. And thank you, Professor Nguyen, for a good presentation and several panelists here this afternoon for your great, great insights. And I thank all the organizers who helped make this happen. And this is both from the Banking Association and from the IFC side, and thank all the workers, including the interpreters, the digital systems worker, et cetera. So thank you all and good evening. Em đề nghị mọi người đứng lại cho em chụp một kiểu ảnh ạ. Professor Nguyên, could you please come in? Anh Hùng ơi, lên chụp mãi. Cảm ơn anh các chị ạ. Ngày mai nếu mà ai quan tâm đến chủ đề ngày mai về giao dịch bảo đảm thì mời các anh các chị đến 133 Nguyễn Huệ nhá. Bắt đầu vào lúc 8 rưỡi sáng ạ.